chương 61 An cảnh minh này người Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com 21 ngày sáng sớm, Lâm Mạng sớm mà đuổi tới xưởng thu phát thất, mượn điện thoại đánh tới thị cục công an. Điện thoại kia đầu, lên tiếng trả lời người là Tần Phong Lệ thuộc trực tiếp lãnh đạo lý đội trưởng. Quy Ta muốn hỏi một chút Tần Ân, ân, kia hắn còn muốn ở bên kia bao lâu? Hảo, hảo, như vậy ta an tâm. Cúp điện thoại, Lâm Mạng Trường thở vào nhẹ nhõm. Chỉnh chỉnh một đêm không ngủ, nàng trong đầu toát ra quá đủ loại khủng bố cảnh tượng. Cái gì hy sinh nha, bị thương nặng nha, thậm chí, nàng hoài nghi tần phong thừa xe lửa có thể hay không chệt đường ray. Lý đội trưởng nói cho nàng, tần phong cũng không có gì đại ngại, chẳng qua ngoại phái công tác đột nhiên phát sinh ngoài ý muốn, muốn ở bên kia trì hoãn mấy ngày nay tần phong làm bảo mật công tác không thể nói rõ nhưng có thắc lý đội trưởng mang nói cấp lâm mạng lý đội trưởng vốn định hôm nay đến giang bắc đến nói cho lâm mạng không nghĩ tới hắn còn không có tới lâm mạng đến trước gọi điện thoại đến hỏi trịnh yến hồng sủy tay tiếng tay áo run run rẩy rẩy mà chờ ở thu phát thất ngoại thế nào người đối tượng không có việc gì đi lâm mạng đạo sự ngược lại là không có chính là lại không biết cái gì thời điểm trở lại. Trịnh Yến Hồng thở dài. Ai, công an cứ như vậy, quanh năm suốt tháng không gia, hảo không dễ dàng tại gia quá cái năm 30, không chừng không đến nửa đêm liền bị gọi đi rồi. Làm người nhà, ngươi hẳn là sớm có giác ngộ. Lâm Mạng Phốc suy cười ra thanh. Như vậy có tâm đắc, nó giống như ngươi là người từng trải dường như. Trịnh Yến Hồng biểu môi. Dù sao, ta mới không cần tìm công an. Từ thu phát thất đi trở về ký túc xá, muốn trải qua sưởng ủy tiểu hồng lâu. Tuyết ngừng sau đó, thái dương phơi nắng hạ lửa đỏ quang. Lâm mạng cùng trịnh yến hồng đi ở dưới, mặt bị chiếu được ấm dào dạt. Các nàng vui vẻ cười nói, không cảm thấy gian, dưới chân bước chân chậm lại, dẫm tại thật dày tuyết động thường, phát ra kẻo kẹt kẻo kẹt, vang. Tiểu mạng, cái kia người tại nhìn ngươi. Trịnh Yến Hồng chợt đè thấp thanh âm, nhắc nhở Lâm Mạng hướng Tiểu Hồng lâu nhìn. Giờ này khắc này, Tiểu Hồng dưới lầu đang đứng hai cái người. Một cái là mặt hình hơi có phúc hậu, thân hình trung đẳng trung niên nam nhân, một cái khác là tuổi trẻ nam nhân, 25-26 tuổi tuổi tác, thân hình cao gầy, xuyên trồn mau lĩnh màu đen vải nỉ áo bành tô, khí chất lạnh lùng nghiêm nghị. Hai người này, Lâm Mạng đều nhận được. Trung niên nam nhân đúng là gian ủy đặng thư ký, mà một cái khác mà thì chính là trước đó vài ngày trao giải cho nàng an cảnh minh đặng thư ký tại đối an cảnh minh nói chuyện an cảnh minh coi như không yên lòng ánh mắt lướt qua đặng thư ký đầu vai lập tức nhìn hướng lâm mạng từ an cảnh minh trong ánh mắt lâm mạng đã nhận ra một chút lỗ mãn nàng khó chịu mà viết qua đầu thúc giục trịnh yến hồng đạo ngươi nhìn lầm rồi chúng ta nhanh lên đi thôi trịnh yến hồng không rõ ý tưởng liên tiếp nhìn lại thật sự là kỳ quái đặng thư ký như thế nào đối kia người như vậy khách khí lâm mạng cười khẽ chẳng lẽ ngươi không nghe người nói quá cái kia an cảnh minh rất có thể là họ an đại nhân vật con trai độc nhất nếu như thật là như vậy kia đặng thư ký đối hắn lại như thế nào khách khí đều không hiếm lạ giữa bất tri bất giác lâm mạng cùng trịnh yến hồng đi ra ngoài rất xa bỗng dưng hai người phía sau truyền đến xe vang một chiếc quân lục sắt xe díp sát quá Lâm Mạn bên cạnh người. Thấu qua cửa sổ xe, Lâm Mạn nhìn thấy ngồi ở bên trong An Cảnh Minh. An Cảnh Minh hướng Lâm Mạn cùng Trịnh Yến Hồng gật đầu. Xe nghênh ngang mà đi, không nhiều lắm một lát sau, liền chỉ còn mờ mịt trên mặt tuyết một mặt bóng xanh. Hắn vừa rồi xem chúng ta. Trịnh Yến Hồng hưng phấn đạo. Lâm Mạn kinh thường đạo. Ngươi sẽ không thích loại này loại hình đi. Trịnh Yến Hồng hai gò má hơi hơi phím hồng. Loại này người không hảo sao. Có bối cảnh, diện mạo hảo, còn đặc biệt có khí chất. Ngươi nhìn hắn, theo chúng ta xưởng, theo chúng ta gian thành người đều không giống nhau, vừa thấy chỉ biết là tỉnh thành tới người. Lâm Mạng Trạm ngừng cước bộ, chuyển hướng Trịnh Yến Hồng, nghiêm túc nói. Ngươi nhớ kỹ, chẳng sợ thiên hạ nam nhân đều chết sạch, cũng không cần đi treo chọc loại này người. Trịnh Yến Hồng không giải. Vì cái gì? Lâm Mạn quay lại thân, tiếp tục đi phía trước chậm rãi mà đi. Bởi vì hắn sẽ chỉ làm ngươi ăn tận đau khổ. Trịnh Yến Hồng nghe được mộng mộng mê mê, như trước không là rất minh bạch. Không cảm thấy gian, Lâm Mạn đã đi ra ngoài rất xa, Trịnh Yến Hồng bước nhanh hơn, truy thượng Lâm Mạn. Sổ ngày sau, tại Cao Nghị Sinh trong nhà, Lâm Mạn lại một lần nhìn thấy An Cảnh Minh. Lâm Mạn sau khi vào cửa, An Cảnh Minh đang ngồi ở sofa thượng, bồi Cao Nghị Sinh nói chuyện. Thôi hành chi nên nàng tiến ngôn. Cao Nghị Sinh chiêu nàng đi qua, chính thức mà hướng nàng giới thiệu An Cảnh Minh, đồng thời, hắn cũng hướng An Cảnh Minh giới thiệu Lâm Mạn. An Cảnh Minh hướng Lâm Mạn khinh khinh một cười, nho nhã lễ độ hỏi hảo. Lâm Mạn chỉ hồi nhàn nhạt cười, mặc dù lễ phép không thất lễ sổ, nhưng mang theo rõ ràng lạnh lùng cùng làm bất hòa. An Cảnh Minh gợi lên khóe miệng, biểu hiện ra đối lâm mạng phá lệ hứng thú, ngại với cao nghị sinh ngay tại một bên, mới không trực tiếp đi ra phía trước. Như thường ngày nhất dạng, lâm mạng bồi thôi hành chi tiếng thư phòng nói chuyện phím. An Cảnh Minh khóe mắt dư quan, vẫn luôn lưu ý thư phòng động tĩnh. Tại kế tiếp thời quan trong, hắn cùng cao nghị sinh nói chuyện với nhau bắt đầu biến đến tâm không tại yên. Rốt cục, hắn thoáng nhìn lâm mạng đi ra thư phòng, một mình đi vào phòng bếp chuẩn bị trà bánh. Hắn lập tức đứng dậy, tùy ý biên cái lấy cớ, đi theo lâm mạng phía sau, cũng vào phòng bếp. Ngươi là thượng hải người. Ta nghe Cao Thúc nói, ngươi xem như nàng thế chất nữ. An cảnh minh nhẹ chạy bộ đến lâm mạng phía sau. Tại trù phòng chỉ có hai người bọn họ. Cao nghị sinh đang tại tiếp một trận trọng yếu điện thoại, đối tại trù phòng phát sinh sự tình, không rảnh bận tâm lâm mạng cúi đầu không ngữ tiếp tục trang điểm tâm tiếng đĩa rót nước sôi tiếng ấm trà an cảnh minh không tiếng động mà kề lâm mạng lõa lồ cần cổ ngươi như vậy ghét bỏ ta rốt cuộc là thẹn thùng lâm mạng bỗng dưng xoay người giữ phóng điểm tâm khay cơm cách tại nàng cùng an cảnh minh trung gian khiến cho an cảnh minh cùng nàng không thể không bảo trì một đoạn an toàn khoảng cách an công tử có phải hay không cảm thấy kỳ quái như thế nào ta chính là không để ý tới ngươi tại ngươi nhìn đến ta bằng không chính là mặt mũi mỏng ngại ngùng bằng không chính là kênh kiệu tưởng treo ngươi lâm mạng thanh âm thanh lãnh tầm mắt sắc bén an cảnh minh cười ta còn là lần đầu tiên bính ký ngươi loại này nữ nhân nhất định phải đem sự tình nói như vậy bạch sao lâm mạng đạo ta chỉ có đem nói nói rõ ràng mới làm cho an công tử minh bạch tại ta trên người lãng phí thời gian vô dụng ngươi vẫn là sớm làm hết hy vọng đi An Cảnh Minh đầy hứng thú mà cười. Ngươi không cần đương ta là hồng thủy mảnh thú, ta đơn giản tưởng cùng ngươi kết giao bằng hữu, thuần túy đồng chí quan hệ. Lâm Mạn kinh miệt mà cười. Thật không? Chính là thuần túy đồng chí quan hệ. An Cảnh Minh không ngữ, kính chờ Lâm Mạn đem nói cho hết lời. Trà bánh đã chuẩn bị tốt. Lâm Mạn mang trà lên bàn, đi qua An Cảnh Minh bên cạnh người kia, cuối cùng nói rằng thu hồi ngươi kia phó lừa tiểu cô nương lời nói khách sáo đi, đối ta vô dụng, còn có. Lâm Mạn ngừng lại một chút, khẽ cười nói. Ngươi có thể ngàn vạn biệt đương ta là lạc mềm buộc chặt, ta là thật tâm tưởng ngươi ly ta xa một chút, đại gia cả hai không liên quan. Nói xong, lâm mạng đoan bàn xuất môn. Nhìn lâm mạng lạnh như băng bóng dáng, an cảnh binh ngực coi như đổ một hơi, nhượng hắn bị đè nén mà thư không lại đây hắn còn cho tới bây giờ không ăn quá như vậy bế môn canh hắn mặc danh mà tưởng đánh cuộc một hơi nhất định phải đem lâm mạng thu vào tay không thể vì thế tại mấy ngày kế tiếp trong an cảnh minh không chỉ một lần địa thượng môn tìm lâm mạng tặng lễ vật lấy cớ lái xe đi ra ngoài căn gió du lịch hiếm lạ đoàn văn công biểu diễn tiền giấy từ từ phàm là có thể sử dụng đến biện pháp hắn tất cả đều sử xuất đến có thể nề hà Lâm Mạng căn bản không ăn hắn kia một bộ. Đối với hắn điên cùng theo đuổi, Lâm Mạng hoàn toàn không để ý tới, chỉ đương hắn là không khí nhất dạng. Hắn tặng lễ tới cửa, Lâm Mạng chẳng những không thu, liên môn đều không khai. Hắn muốn dùng chân thành đã động Lâm Mạng, nề hà hắn ở ngoài cửa trạm hơn nửa đêm, Lâm Mạng như củ qua tại noãn phòng trong, mặt hắn ở bên ngoài đông được lạnh rung. Này muốn đổi mặt khác nữ nhân, sớm cảm động chết chẳng lẽ nàng là ý chí sắt đá? An Cảnh Minh không chỉ một lần mà tưởng. Cao Nghị Sinh nhìn thấu An Cảnh Minh tâm tư, chân tâm khuyên nhủ. Ngươi tưởng bộ lộ nàng. Tiếp qua vài thập niên ngươi cũng không đủ tư cách. Hiền chất, ta cho ngươi một câu lời khuyên, thiếu chọc nàng. Mọi cách suy sụp sau, An Cảnh Minh bỗng nhiên cảm thấy hảo không ý tứ. Đúng vậy. Có như vậy nhiều đối hắn ngoan ngoãn phục tùng cô nương, làm mà nhất định phải tại một cái lâm mạng trên người ăn tận đau khổ. Vốn là chính là chơi chơi, đương cái gì thật. An cảnh minh rốt cục buông tha, lâm mạng trọng thu đã lâu thanh tĩnh. Tiếp cận quá niên một ngày, lâm mạng đến cung tiêu xã đi mua rượu sái. Tại trên đường, nàng gặp gỡ đã lâu không gặp triệu lý bình. Tiểu mạng A, ta đang muốn, tránh yếu là tìm ngươi nộp. Đức tử quá hai ngày kết hôn, ngươi có thể nhất định phải tới ăn bánh kẹo cưới. Triệu Lý Bình đầy mặt hồng quang, trong mắt quắc thước hữu thần, cả người tuổi trẻ rất nhiều, tinh thần tỏa sáng. Lâm Mạng một ngụm đáp ứng Triệu Lý Bình, lại nói nhất định sẽ bao phần hồng bao cấp Triệu Đức. Nàng vẫn luôn nhớ kỹ ở tại Triệu Lý Bình gia khi, từng thụ lão Triệu gia không thiếu chiếu cố. Hiện tại lão Triệu Nhi tử kết hôn, nàng không đưa chút tiền biếu ra tay, thật sự không thể nào nói nổi đối với Lâm Mạng hào phóng, triệu lý bình liên thanh cự tuyệt, sau lại thật sự ảo bất quá Lâm Mạng, mới chỉ hảo tiếp thu. Khi đi, hậu thi ngươi có thể nhất định phải tới, ta đem đức tử tại Giang Nam địa chỉ sao cho ngươi. Triệu Lý Bình cuối cùng công đạo đạo. Giang Nam. Lâm Mạng ngạc nhiên, Triệu Đức như thế nào dọn đi Giang Nam? Triệu Lý Bình bừng tỉnh đại ngộ. Ai u, ngươi còn không biết đi. Đức tử đã không tại xưởng trong công tác, cải đi thị vệ sinh cục. Hiện tại hắn cùng lệ na trụ giang nam. Lâm mạng này hạ minh bạch. Nguyên lai triệu đức cuối cùng vẫn là cưới thu lị na, mà không phải quách ái hồng, khó trách lần trước nhìn thấy phùng ái dân cùng triệu lý bình, hai cái người sẽ như vậy cao hứng. Đối, quả mơ cũng không tại thịt liên xưởng. Nàng cũng đi giang nam, hiện tại tòa thị chính trong công tác. Triệu lý bình tự cố tự mà nói tiếp. Nhắc tới triệu mai, hắn trong mắt lại là không đồng dạng như vậy đắc ý, thần khí mười phần. Cuối cùng, triệu Lý Bình còn không quên cảm kích mấu chốt nhất nhân vật. Muốn nói an cục quả thật có bản lĩnh, chỉ một câu, quả mơ liền ăn quan gia cơm. Lâm Mạng thuận miệng phụ hòa đạo. Như vậy nhìn đến, đức tử kết hôn kia thiên, an cục khẳng định sẽ đi. Khi cũng không phải là triệu Lý Bình khẳng định đạo. Triệu Lý Bình nói được như đinh đóng cột, nhưng mà triệu đức kết hôn kia thiên, An Trung Lương vợ chồng cũng không có đến, tới là bọn họ nhi tử An Cảnh Minh. An Cảnh Minh vừa vào cửa, liền thành sở hữu người tiêu điểm. Ta nghe ngóng, cái này An Cảnh Minh còn không đối tượng nột. Trên bàn rượu, đoàn đại tỷ nhỏ giọng đối lâm mạng nói rằng. Ở trước mặt mọi người, An Cảnh Minh tổng sẽ thay khác nhất trương gương mặt. xử sự, sự thân thiết, hào hoa phong nhã, tuy rằng năm kỷ khinh khinh, đã có vượt quá hắn tuổi thành thục ổn trọng. Không ít người tại bàn hạ ám ám mà ngợi khen. Quả nhiên là tỉnh thành tới người, chính là không giống nhau. Lâm mạng tâm tư tại thu lị na trên người. Mặt danh, nàng cảm thấy thu lị na giống như béo không thiếu. Nguyên lai like chỉ hơi có đẩy đà thu lị na, hôm nay xuyên một thân màu đỏ nhân dân phục. Này màu đỏ nhân dân phục, tự hồ lược đại một hào, thế cho nên thu lị na bộ thượng về sau, không chút nào hiển eo. Từ lên tới hạ, thẳng giống như viên thùng. Tiểu mạng, tiểu mạng. Đoàn đại tỷ thấy lâm mạng không phản ứng, lại nhắc nhở vài câu. Lâm mạng phục hồi lại tinh thần, chuyển hướng đoàn đại tỷ. Ân, ngươi nói cái gì? Đoàn đại tỷ còn nói biến. Ta nói a, à, cái này an cảnh minh thật không sai. Ta hỏi thăm quá nha, hắn hiện tại tỉnh trong 20 nhậm chức, Năm kỷ khinh khinh liền làm đến 20. Hắn tương lai tiền đồ a, nhất định so phụ thân còn ghê gớm. Đoàn đại tỷ đối Lâm Mạn nói chuyện khi, còn có một cá nhân cũng tại nghiêm túc mà nghe. Lướt qua đoàn đại tỷ, Lâm Mạn nhìn đến Hồ Cẩm Hoa hai má ửng đỏ, chính nhìn hướng An Cảnh Minh. An Cảnh Minh bị An Bài ngồi ở Thu lị Na bên người, giờ này khắc này, hắn chính nhàn nhàn hỏi Triệu Đức nói, Triệu Đức có chút khẩn trương nhảy đậu tử bàn mà hồi An Cảnh Minh nói. Thu Lệ Na ngồi ở An Cảnh Minh cùng Triệu Đức Trung gian buồn bã yểu xìu, mặt thượng một chút cũng không có tân nương tử nên có vui sướng. Lâm Mạng chú ý tới, Hồ Cẩm Hoa nhìn hướng An Cảnh Minh trong mắt, lòe lòe phát quan. Chương 62 Một mạc xa hoa Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com An Cảnh Minh nói, hắn phụ mẫu sở dĩ không có tới uống thu lị na rượu mừng, toàn nhân hai người bọn họ hiện tại tỉnh thành, công vụ bận rộn, thật sự trừ không xuất thân. Triệu Lý Bình một gia đối An Cảnh Minh nói rất tin không nghi ngờ. Nói cũng là, An Cục chính là đại nhân vật, không so với chúng ta này đó người, chỗ nào đến như vậy nhiều không a? À? Phùng ái mẫn nhiệt tình mà tỏ vẻ lý giải. Triệu Lý Bình cũng phụ họa theo đuôi. Đúng vậy đúng vậy, ngày sau khi trở về, hướng An Cục nói một tiếng, tiểu thu tại chúng ta gia, nhất định không sẽ nhượng nàng thụ nửa điểm ủy khuất, thỉnh hắn yên tâm. An Cảnh Minh đi lên cố ý hướng Thu Lệ Na chào hỏi. Triệu Lý Bình cùng Phùng Ái Mẫn còn muốn đưa mặt khác người xuất môn, liền cũng không rảnh bận tâm thượng hắn, mặt hắn cùng Thu Lệ Na đơn độc nói lời tạm biệt. Bỗng dưng, chỉ nghe thấy dưới lầu vang lên động cơ thanh. Thu Lệ Na một mình lên lầu. Có người chú ý tới Thu Lệ Na đôi mắt đỏ, không cấm chật chật đạo rốt cuộc là một cái mái hiên hạ lớn lên thân thích muốn không thế nào cảm tình như vậy thâm lâm mạng cùng đoàn đại tỷ một gia đi ra cửa đóng đêm đã khuya lâm mạng nhìn lại thu lị na cùng triệu đức sở trụ phòng tử cửa sổ cửa sổ trong lượng vàng ống quang khỉ yến táng quanh mình yên tĩnh một mảnh tiếng gió tuyết thanh đánh tại bên tai nghe được phá lệ chân thành lâm mạng cúi đầu vừa thấy ban ngày phóng pháo hồng giấy toái còn tại dưới chân Vô số mà tán một mà. Ban ngày vui cười nói to làm ồn ào như tại bên tai, nàng không khỏi cảm thấy mạc danh xót xa trong lòng. Đương tân khách tán sau, kia phía sau cửa vui mừng hạnh phúc, đến tục cùng có năng lực duy trì được bao lâu. Giang thành ban đêm phong tổng là rét thấu xương hàng. Vội vàng bắt kịp mạc tàu thủy chuyến độ, từ giang nam trở lại giang bắc, lâm mạng mã bất đình đề mà buông về nhà, đốt thượng hỏa lò. Liền cháy đỏ tháng thượng bốc lên nhiệt khí. Lâm Mạn tiến vào chăn bông qua. Ngoài cửa sổ bông tuyết, càng phát phi loạn cuồng vũ. Lâm Mạn lại bỏ thêm một tầng chăn. Nặng trình trịch chăn bông áp chế đến, cuối cùng ấm áp, nàng thật dài mà thở vào một cái. Nàng lại cảm thụ không đi ra bên ngoài đóng băng nghiêm hàng, ngã đầu đại ngủ. Không bao lâu công phu, nàng nhẹ nhàng mà đánh khởi ngáy. Không quá hai ngày, Lâm Mạn tại cao nghị sinh trong nhà, nhìn thấy An Cảnh Minh trong miệng công tác bận rộn Vu Phượng Hà. Vu Phượng Hà là An Trung Lương ái nhân, thuần thuần túy túy nguyên phối phu nhân. Bọn họ có cộng đồng lý tưởng, cùng nhau từ bỏ phong kiến gia đình, dứt khoát kiên quyết mà dấn thân vào 20. Bọn họ lẫn nhau nâng đỡ, cùng nhau tiến bộ. Người ở bên ngoài trong mắt, bọn họ là một đối nhượng người cực kỳ hâm mộ 20 phu thê, cũng là rất nhiều trẻ tuổi người sở học tập tấm gương khi các ngươi về sau không là muốn thường xuyên đến Giang Thành. Thôi hành chi đánh ra nhất trương bài, thuận miệng hỏi. Vu Phượng Hà bất đắc dĩ đạo. Có biện pháp nào, ai nhượng chúng ta lão an là cái lao khổ mệnh, mọi thứ đều muốn xen vào. Tòa thị chính chu đại tỷ đánh ra lá bài. Khi các ngươi ở chỗ nào? Vẫn là nguyên lai lâu. Vu Phượng Hà lắc đầu. Chỗ kia ngắn hạn trụ hai ngày liền tính, hiện tại muốn trường trụ, nhất định phải thác đổi nhất cái địa phương. Ai u, kia ngươi trong khoảng thời gian này còn muốn vội phòng ở. Đặng thư ký ái nhân không cần bài, từ vu phượng hà tiếp tục xuất. Vu phượng hà đạo. Cũng không phải là sao. Ta đều khoái sầu chết, lão An nói, hiện tại hết thảy đều muốn điệu thấp điểm, năm nay không chừng thế nào. Chính là chiếu hắn thuyết pháp, ta cuối cùng không thể liền lộng vạch trần cái bàn ghế dựa trụ đi thôi hành chi cười khẽ. Ta biết các ngươi lão an ý tứ, đã muốn trụ thoải mái xa hoa, nhưng thoạt nhìn lại được một mạc, không thất ta ít gian khổ phấn đấu truyền thống. Vu Phượng Hà Đạo Không sai, trên miệng hắn không nói, kỳ thật liền kia ý tứ. Nha, ngươi không là tân nhận một cái con gái nuôi. Nhận nàng cho ngươi xuất chủ ý a. À. Chu đại tỷ khép lại trong tay bài. Nàng đã xuất cục, hiện chỉ có thể nhìn mặt khác người đánh. Vu Phượng Hà kinh thường mà phủi hạ miệng. Miễn bàn nha đầu kia, cố sống cố chết liệt ngạnh muốn gọi ta cùng lão an, cha nuôi mẹ nuôi. Ai? Còn không phải là vì lị na. Nga, đối, các ngươi gia lị na sự, ta đã an bài hảo. Quá hai cái nguyệt, nhận nàng tìm lấy cớ cãi nhau đi ra. Đến lúc đó, trực tiếp đưa nàng tiến bệnh viện. Chờ thêm một năm lại trở về, hài tử trực tiếp phóng tới kia gia nhân trước mặt bọn họ nào nói được thanh hài tử là ai, chỉ có thể nhận hạ. Chu đại tỷ uống ngụm trà, chén trà thấy đế. Nàng mới vừa một đặt trên bàn, lâm mạng tức lặng yên mà bổ thượng. Gần đoạn thời gian tới nay, thôi hành chi mỗi lần đánh bài, tổng thích gọi lâm mạng tiếp khách. Có lẽ là bởi vì lâm mạng điểm tâm làm không sai, nước trà pha được hảo. Đôi khi, nàng còn có thể giúp đỡ nhìn bài, ngẫu nhiên người không tới tề, nàng cũng có thể trên đỉnh nên đưa cho ai uy bài nên nhượng ai thắng được thoải mái nàng cũng có thể làm được bất lưu dấu vết vừa vặn tiểu mạng tân làm ô cơm bánh ngọt chờ hạ các ngươi đều nếm thử đánh xong một ván bài thôi hành chi tỏ ý lâm mạng có thể thượng điểm tâm lâm mạng nhỏ giọng rời khỏi phòng không bao lâu công phu liền đoan tứ tiểu địa điểm tâm tiến vào phân biệt đặt ở bài trên bàn bốn người bên tay tiểu mạng tay nghề thật không thể chê, cũng không biết tương lai cái gì có phúc khí tiểu tử có thể lấy ngươi. Vu Phượng Hà ăn một ngụm cơm bánh ngọt, khen không dứt miệng. Chu đại tỷ hữu ý trêu ghẹo. Ngươi như vậy thích nàng, có thể đem nàng gả cho ngươi nhi tử. Ngươi nhi tử đều 25, 26, như thế nào còn không đối tượng. Vu Phượng Hà xấu hổ mà cười, tưởng đẩy Chu đại tỷ kiến nghị, lại sợ bác thôi hành chi mặt mũi, chính là không đẩy đi, hiển nhiên lại không được, Lâm Mạng là người như thế nào, chỗ nào có thể xứng đôi An Cảnh Minh. Thôi hành chi nhìn ra vu phượng hà khó xử, vội hòa giải. Chúng ta tiểu mạng còn tiểu Nộp, Hai cái người tuổi kém lục bảy tuổi, không thích hợp. Thôi hành chi cố ý lấy tuổi đẩy trắng, như vậy, vừa không sẽ nhượng vu phượng hà khó coi, lại giữ gìn lâm mạng mặt mũi. Đối, các ngươi thị chính cái kia từ bí thư, có đối tượng không có đặng thư ký ái nhân chợt tưởng khởi chuyện khác, vì thế, đề tài lại hướng phía khác một cái phương hướng chạy đi. Lại một ván bài bắt đầu, Chu đại tỷ liên tiếp đánh hảo vài cái đối tử, cuối cùng thắng được suốt bài quyền. Không có, ta giới thiệu với hắn hảo vài cái cô nương, mỗi cái bàn tịnh điều thuận, có thể hắn đều chướng mắt. Ai, cũng không biết hắn là ánh mắt cao, vẫn là công tác bận quá, căn bản không vội việc này. Vu Phượng Hà không giải hắn không vội, chẳng lẽ hắn trong nhà cũng không vội. Đặng thư ký ái nhân nhịn không được nhắc nhở vu Phượng Hà. An Cảnh Minh không cũng 25-26, từ bí thư liền so với hắn đại 1-2 tuổi, hắn không cũng không đối tượng, ngươi liền không vội. vu Phượng Hà đắc ý đạo. Chúng ta gia đã cùng 20 gia đính hảo. Tiếp qua một năm, hắn nữ nhi liền thành niên. Đến lúc đó, hai người lập tức làm việc đặng thư ký ái nhân ngạc nhiên trừng lớn mắt. U, 20 gia A, à, kia các ngươi gia có thể tính phàn thượng cao chi. Nói cái gì nột, vu phượng hà không vui mà trắng đặng thư ký ái nhân một mắt, chúng ta gia cảnh minh mọi thứ hảo, chỗ nào không xứng với hắn khuê nữ. Liền hắn khuê nữ như vậy, nếu không là hắn họ ít, có thể đến phiên nàng gã ta nhi tử. Từ bí thư nói quá có cái gì yêu cầu sao? Ta bên này cũng có thể lưu ý một chút, giúp hắn xem xét xem xét. Thôi hành chi nhìn vu phượng hà cùng đặng thư ký ái nhân gian có chút vị, vội đem đề tài xã trở về. Chu đại tỷ hơi suy nghĩ một chút, hồi đạo. Còn thật nói không chính xác, nếu là có hảo cô nương, ngươi liền giúp ta lưu ý đi. Nga, đối. Chu đại tỷ chợt tưởng khởi một cọc sự, vội nhắc nhở thôi hành chi đạo. Từ bí thư thường xuyên đi công tác, một năm trong, phỏng chừng được có nửa năm không ở nhà. Điểm này, người muốn cùng người ta cô nương nói rõ ràng. Hắn có như vậy vội. Một năm trong muốn đi công tác nửa năm. Đặng thư ký ái nhân vốn định giới thiệu cái thượng đầu 20 nữ nhi cấp từ bí thư, xem như cấp đại gia quan hệ thêm cái củng cố. Hiện tại vừa nghe từ bí thư hàng năm đi công tác bên ngoài, nàng lập tức đánh khởi lui trống lớn. Điều kiện như vậy, nói ra, người trong sạch nữ nhi ai nguyện ý cùng mà những cái đó người thường gia cô nương, chỉ sợ hắn từ phi cũng chướng mắt. Trong khoảnh khắc, đặng thư ký ái nhân triệt để đánh mất cấp từ phi giới thiệu đối tượng suy nghĩ. Bài cục sau, thôi hành chi đem lâm mạng gọi vào một bên. Nàng chỉ vào lâm mạng, đối vu phượng hà nói rằng. Ngươi bố trí thu thập phòng ở sự, ta cái này chất nữ hẳn là có thể giúp đỡ ngươi. Có cái gì yêu cầu, ngươi cứ việc đối nàng nói tốt rồi. Vua Phượng Hà đánh giá một chút Lâm Mạn. Lâm Mạn trong ngày thường ngoan ngoãn giỏi giang, nàng đều xem ở trong mắt. Bởi vậy đối với thôi hành chi đề cử, nàng tuyệt không hoài nghi. Tiểu Mạn, đây là tân phòng cái chìa khóa, về sau phòng ở sự, ta liền toàn giao cho ngươi. Ngươi nếu là cần muốn cái gì, chỉ quản tìm an thúc thúc thư ký riêng lấy. Nếu tìm được tiếp nhận người, Vua Phượng Hà mừng rỡ đương phủi tay trưởng quầy vì phương tiện lâm mạng nơi nơi chạy gia cụ vua phượng hà còn cấp lâm mạng xứng chiếc xe lâm mạng chống đẩy vua phượng hà xe nói nàng dùng không đến mua đồ vật có thể cho thư ký riêng thống nhất an bài đến lúc đó một đạo kéo qua đi liền xong cuối cùng lâm mạng không quên hỏi vua phượng hà đối tân phòng yêu cầu ngài cùng an cục rốt cuộc hy vọng biến thành bộ dáng thế nào vua phượng hà hơi suy nghĩ một chút hồi đạo dù sao chính là kia loại đã xa hoa lại một mặt bề ngoài thoạt nhìn còn phải bảo trì gian khổ phấn đấu truyền thống Lâm Mạn ở mặt ngoài một mụn đáp ứng kỳ thực tại trong lòng ngầm cười khổ một mặt lại xa hoa đây rốt cuộc là cái gì dạng phong cách gia cư bố trí tại khởi công trước Lâm Mạn đi trước một chuyến An Trung Lương cùng Vu Phượng Hà Tân Gia bọn họ Tân Gia Tân Phòng cùng Cao Nghị sinh phòng ở nhất dạng là độc môn độc viện một tòa tiểu lâu Tiểu lâu vị với Giang Nam một chỗ phong cảnh tú lệ địa phương, bối sơn mặt Giang. Muốn tiến tiểu lâu, được trước nhập một cái đại cửa sắt. Cửa sắt cửa có vệ binh cầm thương, súng, đứng gác. Xuất nhập đều muốn đưa ra giấy chứng nhận. Xác nhận thân phận không có lầm sao, cửa sắt mới có thể mở ra. Cuối cùng, xe tại đường xe chạy thượng khai trong chốc lát, liền tới đạt lâu trước. Tiểu lâm đồng chí, ngươi trước tự mình nhìn xem ta đi làm chút sự tình, chờ một chút tiếp qua tới đón ngươi. An Trung Lương thư ký riêng họ Lương. Lương Bí Thư lái xe đưa Lâm Mạng đến lâu trước sau, lại mã bất đình đề mà chuyển đi nơi khác. Lâm Mạn nhìn quanh tiểu lâu bốn phía hoàn cảnh. Tại tiểu lâu phụ cận, cũng không có thiếu phòng ở, mỗi cái là độc môn độc viện. Nàng trông thấy mặt khác lâu trong viện đều có cảnh vệ viên, bếp nút viên chờ ở bận rộn, bỗng dưng minh bạch vua phượng hà vì cái gì có như vậy yêu cầu cùng này đó người ở cùng một chỗ đương nhiên không thể minh một trương đảm mà dùng gỗ liêm gia cụ mà vua phượng hà lại kỳ vọng quá được thoải mái còn không thất mặt mũi lúc này mới sẽ tìm nàng giúp đỡ một chiếc quải bạch đế chữ màu đen bài xe phút chốc đánh lâm mạng trước mắt khai quá tốc độ xe rất khoái nhưng lâm mạng vẫn là tới kịp thấy rõ người trong xe có một nam một nữ ngồi ở xe xếp sau nam nhân là An Cảnh Minh, nữ nhân là Hồ Cẩm Hoa, hai người tựa hồ quan hệ thân mật. Đương xe trải qua lâm Mạn trước mắt khoảnh khắc, Hồ Cẩm Hoa tay đang bị An Cảnh Minh nhẹ nhàng mà nắm ở trong tay. Đối An Cảnh Minh, Hồ Cẩm Hoa vẽ mặt ái mộ. Chương 63 Bên thứ ba, Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Không thể nói rõ là một ngày kia. Lâm Mạn cùng Nghiêm Anh Tử từ bên ngoài trở về, nhìn thấy Vương Thiến Thiến cùng Hồ Cẩm Hoa đứng ở cửa phòng bếp, chính vui vẻ cười nói. Nghiêm Anh tử trước hướng Lâm Mạng vứt cho một ánh mắt ra hiệu, lại hướng Hồ Cẩm Hoa nổ hạ miệng. Nàng bệnh hay quên quá lớn, Vương Thiến Thiến cái kia bộ dáng, nàng còn dám cùng nàng chơi đùa tại cùng nhau. Lâm Mạng không để bụng đạo. Đại gia phố trong láng giềng, đụng phải nói hai câu nói, cũng không có gì. Còn nữa, Hồ Cẩm Hoa tưởng với ai chơi, đều là tự do của nàng. Chỉ cần đại gia hổ không tương ngại, không hề gì ai cùng ai hảo. Lâm mạng tuyệt không kỳ quái hồ cẩm hoa lại cùng vương thiến thiến hảo. Hồ cẩm hoa bên tai nhuyễn, gương mặt mỏng, vương thiến thiến muốn hống nàng căn bản không cần phí tâm tư. Còn nữa, ngày gần đây đến, vương thiến thiến xác thực yên tĩnh một trận. Lâm mạng cũng không tưởng vẫn luôn dương cung bạc kiếm đi xuống. Bởi vậy, phàm là vương thiến thiến không chọc nàng, nàng căn bản không hề gì ai lại cùng vương thiến thiến hảo. Giang thành mùa đông thật sự lãnh được hải người, từ khi tiến vào miêu đông trạng thái sau, nàng đều là có thể tỉnh vài phần khí lực, liền còn mấy phân khí lực. Giống lập ban kết phái loại này chuyện nhàm chán, nàng mới không tin lực dày vò ni. Vương thiến thiến nhìn thấy lâm mạng cùng nghiêm anh tử, lập tức ngưng hẳn nói chuyện, xoay người trở về phòng. Hồ Cẩm Hoa đi hướng lâm mạng cùng nghiêm anh tử, thoáng xấu hổ mà cười chúng ta chính là tại cửa bính kiến, thuận miệng hàng huyên hai câu. Hồ Cẩm Hoa giải thích. Nghiêm Anh tử hừ lạnh. Ngươi yêu với ai hảo với ai hảo, không cần hướng ta giải thích. Nói xong, Nghiêm Anh tử cũng là lập tức trở về phòng, không nhìn Hồ Cẩm Hoa một mắt. Hồ Cẩm Hoa lại là ngượng ngùng mà cười, cảm thấy có chút tự chút nhục nhã, vì thế cũng trở về phòng. Từ nay về sau, Hồ Cẩm Hoa cùng Nghiêm Anh tử quan hệ ngày càng xa xúc, từ không có gì giấu nhau bạn tốt, biến thành gặp mặt thời điểm, chỉ biết hơi hơi điểm phía dưới phổ thông hàng xóm. Đôi khi, láng giềng cư còn không bằng. Bởi vì hàng xóm lẫn nhau còn sẽ nói hai câu nói, mà hồ cẩm hoa cùng nghiêm anh tử, liên nói đều không nói. Lâm mạng bốn người bài cục là thấu không được, đổi thành ba người bài cục, hoặc là thiếu nghiêm anh tử, hoặc là thiếu hồ cẩm hoa. Sau lại, Trịnh Yến Hồng trong nhà đến thân thích nàng muốn trở về giúp đỡ chiêu đãi vì thế mà ngay cả ba người cục đều thấu không đi ra lại sau lại lâm mạng tiếp giúp vô phượng hà bố trí tân phòng sự vì năm trước có thể đem chuyện làm hoàng mỗi ngày đi sớm về trễ cứ như vậy lân cận tết âm lịch thời điểm đại gia các bôn đông tây sôi nổi vội khởi chính mình một quán sự thiếu có tụ tại cùng nhau thời điểm lâm mạng thẳng đến đứng ở vô phượng hà tân cửa phòng nhìn thấy an cảnh minh cùng hồ cẩm hoa thân mật mà ngồi trên xe mới biết được nguyên lai like không biết từ cái gì thời điểm khởi hồ cẩm hoa luyến thượng an cảnh minh nàng hồi tưởng thượng một lần thấy hồ cẩm hoa kia tự hồ là tham gia hoàng triệu đức hôn lễ ngày hôm sau lúc ấy hồ cẩm hoa cùng vương thiến thiến thân thiết mà ghé vào cùng nhau giống như đang nói cái gì lặng lẽ nói hai người vừa thấy đến lâm mạng lập tức dừng miệng hỏa tốc tiến vào trong phòng lâm mạng cân nhắc luôn mãi vẫn là quyết định nhắc nhở một chút hồ cẩm hoa an cảnh minh nhân phẩm chỉ sợ không thoạt nhìn hảo chỉnh đống lâu người đều gặp qua an cảnh minh tìm đến nàng vạn nhất tương lai hồ cẩm hoa cùng an cảnh minh nháo xuất sự đoàn đại tỷ khó tránh khỏi sẽ không trách nàng không ngăn trở quá vì thế tại một cái sáng sủa buổi chiều lâm mạng gõ hồ cẩm hoa cửa phòng hồ cẩm hoa đang tại chờ an cảnh minh nghe thấy tiếng đập cửa nàng lập tức kích động mà đi mở cửa. Chưa thành tưởng, ngoài cửa trạm người đúng là lâm mạng, nàng vẽ mặt thất vọng. Ngươi tới làm cái gì? Hồ Cẩm Hoa không kiên nhẫn đạo. Sưởng trong người đều nói ngươi cùng an cảnh minh tại chỗ đối tượng. Lâm mạng thấy Hồ Cẩm Hoa gấp đuổi nàng đi, liền cũng không quanh co lòng vòng, lập tức đi thẳng vào vấn đề hỏi. Đúng thì thế nào? Nghe được Lâm Mạng đề tan cảnh minh, Hồ Cẩm Hoa có chút không vui nàng tưởng vứt một câu không cần ngươi quản cấp lâm mạng nề hà vẫn là kéo không hạ mặt về an cảnh minh cùng lâm mạng sự hồ cẩm hoa từng hướng an cảnh minh hỏi thăm quá như thế nào đoạn thời gian trước ngươi mỗi ngày tìm đến nàng còn đứng tại cửa chờ nàng đến nửa đêm an cảnh minh giải thích nói nhận thức lâm mạng là tại cao xưởng trưởng trong nhà lúc ấy nhìn nàng biết điều thức lễ liền tưởng nhiều tiếp xúc thử thử có thể chỗ nào dự đoán được nàng nơi chốn làm khó dễ ta ta không quen nhìn nàng làm bộ làm tịch liền đơn giản tính hồ cẩm hoa một mặt thay an cảnh minh ôm bất bình một mặt lại may mắn lâm mạng thất sách không được đến an cảnh minh mới để cho nàng có cơ hội nàng vội vàng xuất ngôn phụ họa an cảnh minh giải thích ai lâm mạng chính là như vậy người tâm nhãn so với ai khác đều nhiều nàng đã có đối tượng còn như vậy trêu chọc ngươi cũng quá không biết xấu hổ. Ngươi không sẽ cho rằng An Cảnh Minh đối với ngươi là nghiêm túc đi. Lâm Mạn không chút khách khí hỏi. Hồ Cẩm Hoa sắc mặt càng phát khó coi. Ngươi nói lời này có ý tứ gì? Lâm Mạn trường thở dài. An Cảnh Minh là thân phận gì, ngươi cho là hắn sẽ lấy ngươi. Hắn cùng ta nếu chỗ đối tượng, tương lai đương nhiên muốn bôn kết hôn đi. Hiện tại đều cái gì niên đại, sớm bất hưng môn đăng hộ đối kia bộ chúng ta gia thành phần tốt đẹp, mỗi cái đấy trong sạch, có cái gì không xứng với. Hồ Cẩm Hoa trong mắt sáng ngời có quan, một bị nghi ngờ cùng An Cảnh Minh quan hệ, nàng nói chuyện ngữ tốc mặt danh nhanh hơn, cả người tỏa sáng suốt chưa bao giờ có tự tin. Lâm Mạn bất đắc dĩ mà lắc đầu, thầm nghĩ Hồ Cẩm Hoa nhìn tới là hãm đi xuống, nàng lười lại làm ác người, xoay người xuất môn. Trước khi đi, nàng cuối cùng kính báo Hồ Cẩm Hoa đạo ngươi tự giải quyết cho tốt đi bất quá ngươi chính mình coi chừng một chút có một số việc tổng là nữ nhân so nam nhân chịu thiệt đặc biệt là đối phương vẫn là cái có quyền thế nam nhân qua tết âm lịch sau an cảnh minh sẽ hồi tỉnh thành ngươi cho rằng hắn sẽ mang ngươi trở về còn có chờ an cảnh minh đi sau xưởng trong người sẽ nói như thế nào ngươi thật sẽ có người đứng đắn đưa ngươi là an cảnh minh đối tượng ái nhân vẫn là chỉ biết trong âm thầm trào phúng ngươi hai câu bị người chơi quá liền đi hồ cẩm hoa cắn môi không ngôn ngữ mặt trướng được đỏ bừng lại như là sinh khí lại như là sợ hãi lâm mạng lười tế cứu hồ cẩm hoa tâm tư nên nói nói nàng đều nói như lại lộ đi như thế nào chính là hồ cẩm hoa chính mình sự lâm mạng sau khi rời đi không lâu an cảnh minh đã tới rồi dựa theo hôm trước ước định An Cảnh Minh hôm nay muốn dẫn Hồ Cẩm Hoa đi ngoài thành chơi. An Cảnh Minh đối Hồ Cẩm Hoa nói, ngoài thành có cái ngâm suối nước nóng địa phương, phụ cận có nhà khách, nếu là chơi được chậm, bọn họ có thể trụ ở bên trong. Ta còn là không muốn đi. Hồ Cẩm Hoa sợ An Cảnh Minh sinh khí, do do dự dự đạo. An Cảnh Minh ôm nhu nói, không phải đã nói rồi, nơi đó có điều kiện đỉnh không sai nhà khách. Chậm chúng ta có thể trụ nơi đó không, vẫn là tính, chúng ta ở tại chỗ này, nhất dạng. Hồ Cẩm Hoa càng tưởng lâm mạng vẽ phát thảo hậu quả, lại càng là nghĩ mà sợ. An Cảnh Minh khẽ vuốt nàng bối, nàng không cấm rung lên một cái, né tránh An Cảnh Minh tay. An Cảnh Minh nhận thấy được Hồ Cẩm Hoa tránh né, bỗng cảm thấy không thú vị. Thật mất hứng. Nếu như vậy, ngươi liền lưu ở nhà đi. Lạnh lùng mà bỏ xuống một câu, An Cảnh Minh nghênh ngang mà đi hồ cẩm hoa chạy vội tới trước cửa đưa an cảnh minh hỏi an cảnh minh cái gì thời điểm lại đến an cảnh minh không kiên nhẫn mà hồi đạo chờ có rảnh đi nhìn an cảnh minh sinh khí bóng dáng hồ cẩm hoa không cấm có chút hối hận nàng liền không nên nghe lâm mạng khuyên an cảnh minh như vậy một cái chính nhân quân tử như thế nào sẽ làm không quy củ sự nàng ám ám quyết định lần sau an cảnh minh lại mang nàng ra khỏi thành chơi nàng nhất định lại không chống đẩy an cảnh minh thở phì phì mà xuống lầu nghênh diện gặp gỡ chính hướng trên lầu đi vương thiến thiến hôm nay các ngươi không là muốn đi ngoài thành chơi vương thiến thiến ngọc thanh hỏi nhẹ liêu phát sao an cảnh minh mất hướng đạo cũng không biết động kinh cái gì đột nhiên không đi nàng không cùng ngươi đi ta có thể a à. vương thiến thiến đi đến an cảnh minh bên cạnh người bàn tay mềm một đáp xoa an cảnh minh bả vai khiêu khích mà ấn xuống một cái An Cảnh Minh nhìn hướng Vương Thiến Thiến, khóe miệng gợi lên cười khẽ. Hồ Cẩm Hoa thấp thỏm bất an mà tọa ở trong phòng. Dưới lầu truyền đến động cơ thanh. Nàng chạy đến bên cửa sổ, mắt mở trừng trừng mà nhìn An Cảnh Minh xe đi xa. Nàng không cấm cảm thấy hối hận, sớm biết rằng thật nên cùng An Cảnh Minh đi. Vương Thiến Thiến Vương Thiến Thiến Hồ Cẩm Hoa sao Vương Thiến Thiến môn, muốn tìm Vương Thiến Thiến nói chuyện, hảo đuổi buổi tối nhàm chán. Vương Thiến Thiến không có quản môn. Môn trong yên tĩnh một mảnh. Trời tối sau, Hồ Cẩm Hoa lại tới sau Vương Thiến Thiến môn. Vương Thiến Thiến vẫn là không có quản môn. Chỉnh chỉnh một đêm, Vương Thiến Thiến đều chưa có trở về. Mã bất đình đề mà vội một cái cuối tuần, Lâm Mạng rốt cục đặt mua tề vu phượng hà yêu cầu gia cụ. Ân, đồ vật thật không sai, hình thức đơn giản hào phóng, nhìn không xa xỉ quý, nhưng rất có phẩm vị. vô Phượng Hà đối Lâm Mạn bố trí tán thưởng không thôi. Lâm Mạn cấp vô Phượng Hà chọn lựa gia cụ, vô không là nửa cũ không tân khoản. Sở hữu gia cụ đều quản đi khắc hoa, nhưng ở ngoại hình thường, nhan sắc thường, cực lực làm đến ngắn gọn mà đại khí. Mỗi một cái phòng, vô luận phòng ngủ cũng hảo, thư phòng cũng hảo, nhà ăn cũng hảo, từ từ. Gia cụ cũng không có đêm này tắt được mãn đầy áp. Tương phản, nàng để lại rất nhiều vừa vặn không đương. Này đó không đương, khiến cho toàn bộ phòng ở bố trí, những người vô luận là nhìn xem, hay là trụ ở bên trong, đều có thể phá lệ thư thái. Chỉ còn lại có một ít vụn vặt sự tình, chờ ngài cùng an cục dọn tân gia kia thiên, ta còn muốn đưa các ngươi một phần lễ. Lâm mạng chính hướng vô phượng hà hội báo mặt sau công việc. Đột nhiên, buồn trong truyền đến đoạn đoạn tục tục tế vang. Vu Phượng Hà cũng nghe thấy được thanh âm. Thanh âm kia là một nam một nữ đang nói chuyện. Nam nhân tự hồ lão chút, nữ nhân tự hồ rất tuổi trẻ. Lâm Mạng cùng Vu Phượng Hà mới vừa mới vừa vào cửa, còn không hướng bên trong đi dạo quá, bởi vậy, các nàng cũng không biết có người đến. Có thể là người an thúc thúc. Trên lầu có gian phòng phóng cũ gia cụ. Mấy ngày nay, hắn ngẫu nhiên sẽ ở nơi đó thấu sống một đêm. Vua Phượng Hà hướng Lâm Mạn giải thích. Trên lầu thanh âm lại một lần vang lên. Này một hồi, nữ nhân tiếng cười đại chút, nam nhân cũng nhẹ nhàng mà đi theo cười, mang theo sủng nịch. Vua Phượng Hà sắc mặt đại biến, bước nhanh lên lầu. Lâm Mạn đại khái đoán được chuyện gì xảy ra. Trước cuộc là Vua Phượng Hà cùng an cục gia sự, nàng không tưởng trộn lẫn cùng, vì thế lui bước xuất môn. Nếu không là sợ ảnh hưởng không hảo, ta sớm quăng nàng. An Trung Lương đột ngột đề cao âm lượng, nói một câu hung tợn nói. Thanh âm truyền đến dưới lầu, Vu Phượng Hà mới vừa mới vừa đi tới thang lầu trung gian, Lâm Mạn còn chưa kịp xuất môn. Bởi vì An Trung Lương nói chuyện thanh âm thật sự đại, Lâm Mạn không cách nào giả bộ nghe không được. Vì thế, nàng Lâm vào một cái xấu hổ hoàn cảnh, lưu lại cũng không phải, lập tức rời đi cũng không phải. An Trung Lương cùng tuổi trẻ nữ nhân đối thoại còn tại tiếp tục tuổi trẻ nữ nhân nói đạo ta nghĩ đến một cái biện pháp đã có thể làm cho ngươi bảo vệ thanh danh còn có thể nhượng nàng rốt cuộc ngại không chúng ta an trung lương nghiêm túc hỏi cái gì tuổi trẻ nữ nhân đạo nàng không là mất ngủ nghiêm trọng mà ngươi nhượng nàng đến chúng ta bệnh viện xem bệnh sau đó đến một đoạn thời gian sau ta khai chút dược cho nàng sau đó chẩn đoán bệnh nàng hoạn có tinh thần tật bệnh nhất thiết phải đưa viện trị liệu. Ta hiểu được, nàng tiến viện an dưỡng, đã có thể nói không chính xác đi ra thời gian. Đến lúc đó, chúng ta không liền muốn thế nào, liền thế nào, cũng không cần tổng trốn tránh nàng sao. Chương 64 Phản bội Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Vu Phượng Hà khí mà sông lên lâu. Lâm mạng nhanh hơn vài bước, đuổi kịp Vu Phượng Hà phá khai trước cửa, tàn nhẫn giữ chặt nàng, Đồng thời bụng miệng nàng lại. Trong phòng người lại động tĩnh đứng lên, có lẽ là hết sức chăm chú duyên cớ, bọn họ đều không có phát hiện bên ngoài đã có người phát hiện. Ngươi hiện tại đi vào vô dụng, nhưng bọn họ biết ngươi nghe thấy được, sẽ chỉ làm ngươi tình cảnh càng thêm phiền toái. Lâm Mạn nói nhỏ tại Vu Phượng Hà bên tai, nửa lừa gạt nửa cưỡng ép mà kéo Vu Phượng Hà xuống lầu. Lâm Mạn bản không tưởng quản Vu Phượng Hà cùng An Trung lương sự. Có thể nề hà Vua Phượng Hà đã biết nàng nghe được An Trung Lương sự. Nàng có thể phỏng đoán đến, Vua Phượng Hà thế tất sẽ đại náo một hồi, khi tất yếu hậu, thậm chí sẽ nhượng nàng làm chứng. Nói vậy, An Trung Lương cũng sẽ biết nàng nghe thấy được hắn dèm pha. Một khi như vậy, nàng liền thành An Trung Lương trong lòng một căn thứ, An Trung Lương tương lai khó bảo toàn không sẽ tìm nàng phiền toái. Không được, ta muốn đem bọn họ kéo đi ra, nhượng những người khác đều đến xem nhìn, nhượng đại gia bình một phân xử. Vu Phượng Hà không phục đạo. Trên lầu thanh âm đoạn đoạn tục tục, nàng mấy lần lại muốn lên lầu, đều bị Lâm Mạn kéo đi xuống. Lâm Mạn đơn giản làm rõ giảng. Hắn một đại nam nhân, ngươi kéo động hắn sao? Vu Phượng Hà đạo. Khi ta liền đi hô người đến xem, những đại gia đều nhận rõ hắn an trung lương bộ mặt thật. Lâm Mạn đạo. Hắn có danh vọng có địa vị thật nháo đứng lên rốt cuộc cũng đơn giản là tác phong vấn đề căn bản không gây thương tổn hắn lộng không hảo hắn cùng cái kia nữ bác sĩ có thể đương trường chẩn đoán bệnh ngươi là bệnh tâm thần trực tiếp nhượng người cường đưa ngươi đi tâm thần bệnh viện vua phượng hà vừa nghe đến sẽ bị đưa đến tâm thần bệnh viện lập tức luống cuống gấp giận qua đi trong lòng của nàng lại trào ra vô hạn ủy khuất nàng mắc hàm nhiệt lệ khổ sở mà khóc thúc thích vậy ngươi nói ta làm như thế nào ta cuối cùng không thể cứ như vậy tính mặc cho bọn hắn đem ta vô hãm thành bệnh tâm thần đi nữ nhân kia là ai lâm mạng hỏi vu phượng hà đạo nàng là viện điều dưỡng trong kim đại phu kim tuệ lan chuyên môn phụ trách lão an thân thể điều dưỡng nàng họ kim là dân tộc triều tiên lâm mạng lại hỏi vu phượng hà gật đầu đối nàng là dân tộc triều tiên người còn sẽ nói Triều Tiên nói nộp Năm trước bọn họ viện văn nghệ hội diễn, nàng lên đài sướng hảo mấy thủ Triều Tiên ca, phỏng chừng lão an khi đó liền coi trọng nàng. Vậy là tốt rồi làm. Lâm mạng thì thào lẩm bẩm. Như thế nào? Ngươi có biện pháp? Vu Phượng Hà không thể chờ đợi được hỏi. Lâm mạng cười khẽ. Ta có biện pháp giúp ngươi giải quyết nữ nhân kia, cũng có biện pháp vãn hồi an cục đối với ngươi tâm chính là Lâm Mạng chợt rũ xuống mi mắt, như có điều suy nghĩ. Vu Phượng Hà sợ Lâm Mạng không giúp vội, quyết đoán khai xuất điều kiện. Chỉ cần ngươi có thể giải quyết việc này, vô luận ngươi có cái gì yêu cầu, ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Lâm Mạng dương mắt nhìn Vu Phượng Hà, khóe miệng phù khởi một mặt biệt hữu ý vị cười. Vu Phượng Hà đoán không ra Lâm Mạng cười trong ý tứ hàm xúc. Nàng hiện tại một lòng tưởng kéo hồi an trung lương tâm, lại muốn thu thập ý đồ hại nàng nữ bác sĩ. Trừ bỏ này hai kiện sự, nàng cái gì đều lười tưởng. Vì thế, không cảm thấy gian, nàng cũng đã đem lâm mạng ngẫu nhiên hiển lộ biệt hữu ý vị cấp không để mắt đến. Thế nào, tiểu mạng, ngươi liền giúp hạ thẩm tử đi. Vu Phượng Hà lại một lần hảo ngôn hảo thanh mà thỉnh cầu. An cảnh minh ni. Ngươi không tìm hắn thương lượng hạ. Lâm mạng đạo. Vu Phượng Hà thở dài. Hắn cùng hắn ba thân. Tìm hắn, hắn chỉ biết trạm hắn ba một bên. Như vậy, ngươi nhượng ta trở về ngẫm lại. Lâm Mạng cân nhắc qua đi, khôi phục bình thường vô hại vẻ mặt. Nàng ra vẻ suốt một bộ rất khó xử dạng, giống như muốn giúp Vu Phượng Hà cái này vội, yêu cầu trả giá cực đại dũng khí. Nàng không triệt để suy xét rõ ràng, thật sự không cách nào đáp ứng. Hảo, hảo tất cả nghe theo ngươi. Vu Phượng Hà trước mắt chỉ tưởng cầu Lâm Mạn giúp đỡ, phàm là có thể đạt tới mục đích, nàng cái gì đều không quan tâm. Vì thế, Lâm Mạn vô luận nói cái gì, nàng đều một ngụm đáp ứng. Đến nỗi trong khoảng thời gian này, ngươi ngàn vạn ổn định an cục, đừng làm cho an cục nhìn ra ngươi đã biết hắn sự. Lâm Mạn trước khi đi luôn mãi dặn dò. Vu Phượng Hà lại là đáp ứng liên tục. Lâm Mạn ở trong mắt của nàng, lúc này đã nghiễm nhiên là cứu tinh bàn tồn tại. Cứu tinh nói, nàng như thế nào sẽ không nghe. Vu Phượng Hà an bài xe đưa Lâm Mạn về nhà. Đường xe khai trở lại Giang Bắc Khi, sắc trời đã đen. Xe đứng ở môn đống ngoại, Lâm Mạn xuống xe, cáo biệt lái xe. Xe khai đi. Lâm Mạn không vội mà lên lầu, mà là đứng ở tuyết trung, xuất thần mà nhìn xe càng lúc càng xa. Gió lạnh đập vào mặt mà đến, Lâm Mạn muốn cho kịch liệt nghiêm hàng khiến cho nàng đại não bảo trì đầy đủ thanh tĩnh, để nhượng nàng có thể tưởng xuất một cái vẹn toàn đôi bên biện pháp. Tại nàng nhìn đến, muốn giải quyết Kim Tuệ Lan cũng không là việc khó. Nàng vẫn luôn do dự không quyết, kiên kỵ vẫn là An Trung Lương cùng Vu Phượng Hà. Nàng trong lòng gương sáng dường như, hiện tại Vu Phượng Hà yêu cầu nàng, tự nhiên sẽ đối nàng ngoan ngoãn phục tùng, mà nếu tương lai một khi Kim Tuệ Lan bị giải quyết, như vậy nàng chính mình lập tức sẽ trở thành vua phượng hà trong lòng một căn thứ. Một căn so kim tuệ lan càng làm cho vua phượng hà canh cánh trong lòng thứ. Vua phượng hà không chấp nhận được nàng biết như vậy nhiều an gia dèm pha, có lẽ vua phượng hà sẽ so an trung lương càng muốn trừ rất nàng. Tại 60 niên đại, lấy an trung lương vợ chồng quyền thế, tưởng muốn giải quyết nàng, quả thực sao bóp chết một con kiến còn dễ dàng. Chuyện cho tới bây giờ. Lâm Mạng chỉ hận chính mình chọn sai thời gian, không nên hôm nay hướng vô phượng hà triển lãm gia cư bố trí thành quả. Có lẽ, trước kia nàng liền không nên tiếp nhận này cộc sự. An gia thật giống như một cái đại môi vớt, tùy tiện hoãn một chút, tổng có như vậy như vậy dèm pha chấn động rớt xuống đi ra, quả thực nhượng người khó lòng phòng bị. Lâm Mạng, ngươi đứng ở nơi này làm cái gì? Lâm Mạng tưởng sự tình tưởng xuất thần, liên nghiêm anh tử đi đến trước mặt đều không có nhận thấy được. Hồ Cẩm Hoa hoán nàng vài tiếng, nàng mới kịp phản ứng. Lâm Mạn phục hồi lại tinh thần. Bởi vì tưởng đau đầu, nàng quyết ý nghỉ ngơi trước một trận tái tưởng. Nghiêm anh tử ôm một viên rau cải trắng, hỏi Lâm Mạn có muốn ăn hay không nồi. Lâm Mạn vui vẻ đồng ý, lập tức lên lầu trở về phòng, thăng hỏa điểm lò, bắt đầu chuẩn bị ăn nồi dùng phối liệu nghiêm anh tử phóng cải thảo tại lâm mạng trong phòng sau lại trở về lấy rượu sái nghiêm anh tử đi ra ngoài trong chốc lát vào nhà khi nàng vẻ mặt biến đến thập phần thần bí vừa rồi ta đi ngang qua vương thiến thiến kia ốc ngươi đoán ta nhìn thấy ai nghiêm anh tử hạ giọng đạo lâm mạng lắc đầu tỏ vẻ không hiểu ra sao là an cảnh minh ta nhìn thấy an cảnh minh tại vương thiến thiến kia ốc Nghiêm Anh Tử trong giọng nói khó giấu vui sướng khi người gặp họa kích động. Hồ Cẩm Hoa cũng tại. Lâm Mạng Kinh Hải, nàng không nghĩ tới mới bất quá 3 năm ngày công phu, An Cảnh Minh cư nhiên lại thay đổi địa vị. Nghiêm Anh Tử Đạo Hồ Cẩm Hoa đi cung tiêu xã đã tương du, còn chưa có trở lại ni. Ta nhìn a, à, đêm nay chúng ta nhìn thật là náo nhiệt. Cùng người bên ngoài ánh mắt bất đồng, Nghiêm Anh Tử lần đầu tiên nhìn thấy An Cảnh Minh, đã cảm thấy An Cảnh Minh lời nói cử chỉ trung lộ ra một cổ lỗ mãn. Hồ Cẩm Hoa cùng An Cảnh Minh vừa mới bắt đầu xuất song nhập đối khi, xưởng trong không thiếu chưa cưới nữ đồng chí tâm sinh cực kỳ hâm mộ, duy độc nghiêm anh tử chưa từng có. Ám ám mà, nghiêm anh tử còn đối lâm mạng cảm khái. Tám thành An Cảnh Minh chính là nhìn Hồ Cẩm Hoa dễ lừa, Trần Thư đều nói với ta, An Cảnh Minh tại tỉnh thành có kia phương diện thanh danh, nếu không là bởi vì hắn có bối cảnh, sớm bởi vì tác phong vấn đề bị mất chức. Chỉ sợ Hồ Cẩm Hoa tận mắt nhìn thấy thấy cũng không tin, Lâm Mạng than nhẹ, ta đoạn thời gian trước khuyên nàng, kết quả làm ơn mắt quán, ngược lại bị nàng oán giận. Ta cũng nhắc nhở quá nàng, có thể nàng không biết cốt xấu, ngược lại nói ta ghen tị nàng. Nghiêm Anh tử khí mà bật cười. Nói cho cùng, nàng còn là có chút đồng tình Hồ Cẩm Hoa. Mắt thấy Hồ Cẩm Hoa nhảy vào trong hố lửa, nàng không đành nhẫn tâm mà nàng biết rõ chân tướng lại không cách nào nhượng hồ cẩm hoa tin tưởng đêm khuya mộng hồi là lúc nàng thậm chí cảm thấy tự trách hiện tại được rồi không cần nàng đến vạch trần hồ cẩm hoa chính mình liền có thể thấy rõ ràng hỏa lò phách phách bạch bạch mà vang lâm mạng cùng nghiêm anh tử ăn xong nồi sau cả người nóng lên hơn nữa uống hai chung rượu sái đuổi hàng các nàng tuyệt không cảm thấy lạnh hai người vô công rồi nghề ngồi ở trên giường đánh bài đánh đánh, cảm giác say có chút thượng đầu, các nàng đều vây. Mơ mơ màng màng, các nàng nửa ỉ nửa dựa vào gối cái đệm, đã ngủ. Vương thiến thiến, ngươi. Chết nhất dạng yên tĩnh trung, bỗng nhiên truyền đến hồ cẩm hoa cùng loạn tiếng kêu. Lâm mạng cùng nghiêm anh tử đột ngột bừng tỉnh, còn buồn ngủ mà xoa nắng ánh mắt, làm không rõ vừa rồi thanh âm đến tột cùng là phát sinh tại hiện thực vẫn là trong mộng. Thẳng đến, hồ cẩm hoa tiếng kêu lần thứ hai vang lên vương thiến thiến ngươi cũng quá không biết xấu hổ lúc này đây hồ cẩm hoa so trước một câu mắng còn sinh khí thậm chí còn bạo thô khẩu lâm mạng cùng nghiêm anh tử kinh giác không là nằm mơ vội phủ thêm áo bành tô chân đạp miên giày bước nhanh xuất môn người xem náo nhiệt trong ba tầng ngoại ba tầng mà đứng ở vương thiến thiến ngoài cửa đem một điều cũng không rộng lắm hành lang tể được chật như nêm cuối Lâm Mạn cùng Nghiêm Anh Tử hướng tới trước người hỏi thăm tin tức. Có người nói cho Lâm Mạn, An Cảnh Minh sớm đi rồi, Vương Thiến Thiến cùng Hồ Cẩm Hoa cãi nhau khi, hắn từ đầu tới đuôi đều không có xuất hiện quá. Còn có người nói cho Nghiêm Anh Tử, vốn là đại gia không nghe thấy nhiều đại động tĩnh, thẳng đến Hồ Cẩm Hoa cùng Vương Thiến Thiến đánh đứng lên, đụng hỏng rồi phía sau cửa, bọn họ mới cảm thấy sự tình không thích hợp, sôi nổi chạy tới nhìn. Dù sao a, à, chính là An Cảnh Minh đem Hồ Cẩm Hoa quan bái, lại cùng Vương Thiến Thiến Hảo. Có người cuối cùng tổng kết đạo. Một người không cam lòng. Đây không phải là đùa bẩn nữ đồng chí cảm tình sao. Quả thực là đùa dẫn lưu manh hành vi. Một cái khác hừ lạnh. Chúng ta làm việc này đúng là đùa dẫn lưu manh, có thể tại nhân gia An Cảnh Minh trên người liền không là, nhân gia kia là hy sinh chính mình, cứu vớt cải tạo lạc hậu nữ thanh niên. Lâm Mạng cùng Nghiêm Anh Tử đều tưởng đẩy ra đám người, vào xem rốt cuộc nháo thành cái gì dạng. Bỗng dưng, đằng trước đám người nhanh chóng nhượng xuất điều đạo, Hồ Cẩm Hoa bị người thẳng tắp mà nâng đi ra. Đại gia một mặt nhường đường, một mặt hướng mặt sau không biết tình người hô to. Hồ Cẩm Hoa khí ngất đi thôi, khoái, khoái đưa bệnh viện. Nghiêm Anh Tử xoay người vọt vào Hồ Cẩm Hoa gian phòng, tìm ra Hồ Cẩm Hoa bệnh án tạp, liên quần áo cũng không kịp thêm, liền vội vã mà truy thượng đưa hồ cẩm hoa đi bệnh viện đội ngũ trong khoảnh khắc đi qua hiềm khích đều không thấy nghiêm anh tử không nhẫn hồ cẩm hoa một mình nằm ở trên giường bệnh phi muốn đích thân chiếu cố mới yên tâm lâm mạng đóng lại hồ cẩm hoa cửa phòng nghiêm anh tử đi được quá gấp xuất môn khi chỉ thoáng mang lên không có khóa hành lang khác một đầu vương thiến thiến cũng khép cửa phòng lại hai cái đương sự đều không tại người xem náo nhiệt đàn lập tức tán đi. Giống như nước biển thủy triều xuống nhất dạng, khoảng khắc công phu, hành lang trong không có một bóng người. Hết thảy đều khôi phục yên lặng, tỉnh được giống như xuất sự trước nhất dạng. Trong thoáng chốc, lâm mạng ảo giác có phải hay không cái gì đều không phát sinh quá. Ngày hôm sau, nghiêm anh tử từ bệnh viện trở về, nói cho lâm mạng có quan hồ cẩm hoa tin tức. Nàng thủ kích thích, bác sĩ nhượng nàng tỉnh dưỡng đoạn thời gian, chờ hảo lại xuất viện khi quá niên trước nàng là không về được lâm mạng hỏi nghiêm anh tử nhẹ thở dài hẳn là đi lại qua mấy ngày vương thiến thiến cùng an cảnh minh bắt đầu xuất xong nhập đối mọi người sau lưng đối vương thiến thiến chỉ rõ vương thiến thiến không thèm để ý chút nào mọi người chỉ trích nàng tổng là cao cao mà ngẩng đầu lên giống khoe khoang nhất kiện chiến lợi phẩm bàn hướng gặp được mỗi người giới thiệu nàng đối tượng an cảnh minh vì vu phượng hà sự tình, Lâm Mạng đi trước công nhân viên chức thư viện, lấy ra một quyển sách, thư danh, nghênh hoa đổ quyên. Tiếp, nàng vừa cẩn thận hồi tưởng Xuân Điền, nội dung, tưởng khởi nam chủ trần thư ngày gần đây sắp sửa phá một cái án tử. Căn cứ này cái án tử, nàng biên một chuỗi con số. Cuối cùng, nàng lấy hạ vẫn luôn đặt tại cửa sổ thượng radio. Nàng mở ra radio, đem này cải tạo thành một cái giảng dị phát tin cơ tại cải trang phát tinh cơ trong quá trình, nàng chợt linh quang vừa hiện, nghĩ tới một cái biện pháp, một cái cuối cùng vẹn toàn đôi bên biện pháp. Chương 65 Ngân hoa đổ quyên cô nương Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Giang thành trung tâm bệnh viện là giang thành lớn nhất bệnh viện. Nó vị với giang nam, bất đồng với giang bắc các đại xưởng khu công nhân viên chức bệnh viện, có thể hướng toàn thị nhân dân mở ra. Toàn tỉnh trong vòng, trừ tỉnh thành ngoại thuộc gian thành trung tâm bệnh viện lớn nhất đồng thời nó cũng bởi vì quanh thân phong cảnh tú lệ cũng thành rất nhiều lãnh đạo công tác bận rộn rất nhiều điều dưỡng thân thể an dưỡng thắng địa đồng chí ta là tới bồi an cục ái nhân nhìn mất ngủ thấu qua cửa sổ lâm mạng đối ngồi ở bên trong hộ sĩ nói rằng giấy chứng nhận hộ sĩ không kiên nhẫn đạo lâm mạng đệ vu phượng hà giấy tờ chứng nhận tiếng cửa sổ hộ sĩ nhìn giấy chứng nhận, đằng mà đứng lên, cung kính mà đệ hồi giấy chứng nhận. Vu Phượng Hà liền đứng ở lâm mạng phía sau. Hộ sĩ lướt qua lâm mạng, đối Vu Phượng Hà nói rằng, Lý Đại Phu chính ở bên trong chờ ngài. Một cái thời tiết không sai buổi chiều, lâm mạng bồi Vu Phượng Hà đến Giang Nam trung tâm bệnh viện xem bệnh. Lý Đại Phu là tương quan phương diện chuyên gia, hắn sáng sớm tiếp đến điện thoại, được biết Vu Phượng Hà hôm nay sẽ đến xem bệnh, sớm liền chờ ở phòng trong. Tiểu mạng, ngươi trước chung quanh đi đi thôi. Ta nơi này khả năng phải có trong chốc lát, chờ hạ ngươi lại đến tiếp ta. Vu Phượng Hà nhìn thấy Lý Đại Phu sau, xoay người đối Lâm Mạn nói rằng. Lâm Mạn gật đầu, nhìn theo Vu Phượng Hà đi vào phòng. Phòng môn một quan thượng, Lâm Mạn liền xoay người rời đi, đi theo một đoàn vừa mới tan tầm bác sĩ hộ sĩ phía sau, đi tới bệnh viện mặt sau bệnh viện mặt sau trừ bỏ có đại hình nhà ăn ngoại, còn có công nhân viên chức phòng thay quần áo. Bác sĩ các y tá đều vội nửa đêm thêm một cái buổi sáng, đại gia đều mệt được mỏi mệt bất kham. Lâm Mạn đi theo bọn họ đi vào phòng thay quần áo, lại không người phát hiện. Sở hữu thay quần áo trương đều là căn cứ phòng ban phân bố, bởi vậy Lâm Mạn phải tìm được Kim Tuệ Lan thay quần áo trương, cũng không là một cọc đặc biệt khó sự. Nha, hai ngày này như thế nào đều không thấy được Kim Đại Phu. Lâm Mạng tìm được Kim Tuệ Lan thay quần áo rương. Nàng đang muốn mở ra, chợt nghe thấy có hai cái tiệm đi tiệm gần nhỏ vụn tiếng bước chân. Nàng vội bước ra lui bước đến một chỗ bí mật chỗ ngoặt. Đứng ở chỗ này, dễ dàng không người sẽ phát hiện nàng, mà nàng cũng vừa hảo có thể tin tường nghe thấy người tới đối thoại. Cửa mở, có hai cái bác sĩ đi tới. Kim Đại Phu hiện tại cả ngày bồi an cục, Chỗ nào tới không đi làm. Hừ, còn không thế nào mà ngay cả ban đều không thượng. Nhìn Tết âm lịch sau, An Cục đi trở về, nàng làm như thế nào? Ngươi còn đừng nói, thật nói không chính xác, giống như An Cục năm nay muốn tỉnh thành cùng nơi này hai đầu chạy. Viện trưởng nói, sẽ phái người chuyên môn phụ trách hắn khỏe mạnh tình huống. Còn có, đoạn thời gian trước nàng nơi nơi hướng người hỏi thăm, hỏi đi tỉnh thành thủ tục làm như thế nào nàng còn thật có thể đi tỉnh thành. An cục ái nhân không nhất định có thể làm cho đi. Nói thoại thanh âm đột nhiên áp thấp xuống. An cục ái nhân giống như có bệnh, cái kia bệnh, tinh thần phương diện. Thiệt hay giả, ngươi nghe ai nói, hay là nói bừa đi. Ta chỗ nào dám nói bừa này đó. Đây chính là trước hai ngày ta chính tai nghe thấy Kim đại phu cùng Lý đại phu giảng. Bọn họ nói cái gì? Kim đại phu nói An cục ái nhân mất ngủ nghiêm trọng, phỏng chừng là tinh thần phương diện vấn đề, muốn nhập viện trị liệu. Lý đại phu nói, kia khiến cho an cục ái nhân trước tiên ở bổn viện nhìn, không được nói, lại đưa đến nơi khác chuyên môn tinh thần khoa bệnh viện. U, an cục ái nhân tiến tinh thần khoa bệnh viện, kia đã có thể không chừng cái gì thời điểm đi ra. Chính là, nếu không ta nói cái kia Kim Tuệ Lang không chừng tương lai cái gì dạng ni. Ta chờ xem hảo, ta nhìn nàng a không đơn giản. Ta nguyên lai cho rằng nàng cùng Lý Đại Phu có thể thành ni, nào biết hiện tại thành như vậy. Trừ bỏ tuổi tác bên ngoài, Lý Đại Phu chỗ nào có thể cùng An Cục so? An Cục Nhi Tử ngươi gặp qua không? Gặp qua, nhất biểu nhân tài nộp. Ta viện trưởng gặp qua An Cục lúc còn trẻ, hắn nói An Cục Nhi Tử lớn lên cũng không như An Cục lúc còn trẻ. Chật chật, chính là đối ái nhân tâm tàn nhẫn điểm giống bọn họ loại này nam nhân, không tâm tàn nhẫn điểm, chỗ nào có thể thành sự. Hai nữ nhân một béo một gầy. Đổi hạ áo dài trắng sau, béo nữ nhân trang hộp đựng cơm tiếng tay nải, gầy nữ nhân không thể chờ đợi được mà phủ thêm tím sắc miên áo bành tô. Các nàng hàng huyên một lát kim tuệ lan, lại tán gẫu khởi bệnh viện năm nay Tết âm lịch phát phúc lợi giống như so năm rồi nhiều, đãi các nàng lúc ra cửa, đề tài lại lại trở lại kim tuệ lan trên người. Lâm Mạn đứng ở chỗ ngoặt chỗ bóng mờ trong, ẩn ẩn nghe thấy béo nữ nhân tiếc nuối mà nói rằng: "Ai, thật sự là đáng tiếc, trước kia Lý đại phu cùng Kim đại phu nhiều xứng đôi a." Phanh. Môn nặng nề mà đóng cửa. Trong lúc nhất thời, phòng thay quần áo trong chỉ còn lại có Lâm Mạn một cá nhân. Nghe bên ngoài tiếng bước chân xa, Lâm Mạn lập tức đi ra âm u góc, tiếp tục trước không có làm hoàng sự tình. Mở ra Kim Tuệ Lan thay quần áo trương tìm ra Kim Tuệ Lan công tác bút ký, bắt chước Kim Tuệ Lan bút tích, tại từ thư viện tìm tới, ngân hoa đổ quyên, thư nội trang thượng viết hai hàng tự. Hoàn thành này hết thảy sau, Lâm Mạng đem thư nhét vào thay quần áo trương tận cùng bên trong, một cái dễ dàng không sẽ bị nhìn thấy góc. Lâm Mạng trở lại phòng khi, Vu Phượng Hà vừa vặn từ bên trong đi ra, Lý Đại Phu bồi tại Vu Phượng Hà bên người, ân tình mà cung kính. Vu Phượng Hà đối Lâm Mạng nói rằng, Lý bác sĩ kiến nghị ta nằm viện an dưỡng đoạn thời gian, lương bí thư ngày mai sẽ lại đây, hôm nay ngươi lưu lại bồi ta đi." Lâm Mạn gật đầu đáp ứng. Nàng đi theo Vu Phượng Hà cùng Lý đại phu phía sau, từ phòng khám bệnh đại lâu đi đến bệnh viện sau an dưỡng bộ. Vu Phượng Hà trụ tiến phòng bệnh sau, không nhiều lắm trong chốc lát, viện trưởng nghe tin tức tới thăm Vu Phượng Hà. Viện trưởng cùng Vu Phượng Hà nói chuyện khi, Lâm Mạn bồi tại một bên. Viện trưởng sự vội, chỉ ngồi trong chốc lát liền đi rồi. Trước khi đi, hắn nhượng vu phượng hà an tâm dưỡng bệnh. Sự tình đều làm tốt. Viện trưởng đi sau, vu phượng hà lo lắng hỏi lâm mạng. Lâm mạng cười khẽ. Đều hảo, đêm nay ngươi chỉ cần an tâm dưỡng bệnh, đi ngủ sớm một chút hạ. Chờ đến sáng mai, nên cái gì sự đều kết thúc. Vu Phượng Hà thấp thỏm bất an, đối Lâm Mạn nói có chút nửa tin nửa ngờ nàng cũng không biết Lâm Mạn đến tột cùng tưởng như thế nào làm. Lâm Mạn chính là nói cho nàng, chỉ cần nàng đến bệnh viện ở một đêm, sự tình liền đều có thể giải quyết dễ dàng. Ngày gần đây đến, An Trung Lương đối nàng càng phát được lãnh đạm. Nàng tâm nghi kim tuệ lan lập tức liền yếu hại nàng, bởi vậy cũng không tâm tư bao sâu cứu nền tảng, liền không thể chờ đợi được mà đáp ứng Lâm Mạn. dựa theo Lâm Mạn đã nói, chủ động đến bệnh viện đến yêu cầu nằm viện an dưỡng tiểu mạng, thẩm tử đều giao cho ngươi, ngươi ngàn vạn đừng làm cho thẩm tử thất vọng. Vu Phượng Hà đối Lâm Mạn vẻ mặt ôn hòa, thân thiết được giống như thật đương Lâm Mạn là chất nữ. Lâm Mạn khóe miệng gợi lên mặt nhàn nhạt cười, không có ứng Vu Phượng Hà nói. Vu Phượng Hà trong lời nói có vài phần chân tâm, nàng nhìn xem thanh thanh sở sở. Vu Phượng Hà đương nàng dễ dụ, nàng cũng không hề gì trước phối hợp Vu Phượng Hà diễn đi xuống, vẫn túc một cái thuận theo chất nữ hình dáng. Đến buổi tối, có người đưa nhà ăn khai tiểu táo đồ ăn cấp Vu Phượng Hà. Vu Phượng Hà ăn cơm khi Lâm Mạn lấy cơm phiếu, đi nhà ăn ăn cơm. Tại đi nhà ăn trước sau con đường trung, nàng nhớ kỹ hướng thiên thai cùng xuất viện cửa sau gần nhất lộ tuyến. Vào đêm sau, nằm viện bộ đại đèn lục tục dập tắt, chỉ để lại ít mờ nhạt tiểu đèn. Bởi vì ăn thuốc ngủ duyên cớ, Vu Phượng Hà sớm mà ngủ hạ. Tiếp cận nửa đêm thời điểm, Lâm Mạng túi sách đi ra ngoài trong chốc lát. Khi trở về, hành lang trong chết nhất dạng yên tĩnh. Lâm Mạng nhỏ giọng tiếng môn, ngủ ở vô phượng hà phòng bệnh trong sofa thượng. Sofa tuy rằng không gian nhỏ hẹp, nhưng còn tính huyên nhuyễn, Lâm Mạng ngủ ngược lại không có gì khó chịu. Cũng không lâu lắm, nàng liền đang ngủ. Trạng sáng thời gian, yên tĩnh hành lang bỗng nhiên truyền đến hỗn độn tiếng bước chân. Lâm Mạng phiên cái thân, không nghĩ nhiều, chỉ tỉnh một khắc, lại tiếp tục ngủ hạ. Ngày hôm sau buổi sáng, Lâm Mạng ngồi ở vu phượng hà bên giường gọt quả táo. Lương Bí Thư lĩnh hai cái công an vào nhà, nói là công an đồng chí có một số việc tưởng hỏi ý kiến vu phượng hà. Ngài nhận thức ảnh chụp thượng nữ nhân này sao? Công an đồng chí hỏi. Bọn họ đối vô phượng Hà Phi thường kính trọng, câu hỏi khi, thân thể không tự chủ được mà hướng tiền lược cung. Vu Phượng Hà quét mắt ảnh chụp thượng người, hồi đạo. Đây không phải là Kim Đại Phu sao? Nàng là phụ trách chúng ta gia lão an thân thể điều dưỡng Kim Đại Phu. Công an đồng chí đạo. Cái này Kim Tuệ Lan đã bị bộ. Tại sao có thể như vậy? Vu Phượng Hà ngạc nhiên. Tuy rằng nàng sớm đoán được Kim Tuệ Lan sẽ bị giải quyết, nhưng lần đầu tiên từ người bên ngoài trong miệng nghe thấy, nàng vẫn là cảm thấy vài phần khiếp sợ công an đồng chí đạo. Chúng ta vừa mới ra ra, nàng là ít quốc ẩn núp tại ta quốc ít vụ. Tối hôm qua, chúng ta chặn được đến nàng đồng lõa tại bệnh viện phát ra điện báo. Vu Phượng Hà không giải. Các ngươi dựa vào cái gì kết luận nàng chính là ít vụ. Công an đồng chí móc ra một quyển sách, đưa cho Vu Phượng Hà nhìn. Ngài xem, quyển sách này là tại nàng thay quần áo trương trong điều tra đến. Đêm trước, chúng ta vừa vặn ở trong này mai phục trảo một người ít vụ. Theo chặn được điện báo tin tức, chúng ta tìm tới nơi này. Vốn là muốn bắt người, ít nhất cũng phải tìm đến phát tin cơ, ai có thể thành tưởng, thế nhưng lục soát này bản mật điện mẫu bản. Căn cứ mẫu bản, chúng ta phá dịch tối hôm qua chặn được điện báo tin tức, phá hủy một cái ít vụ điểm liên lạc. Ngân hoa đổ quyên. Vu Phượng Hà tiếp quá thư, tùy tay mở ra trang sách, thư nội trang có đi tiểu tự. Công an đồng chí chỉ vào thư nội trang thượng tiểu tự, tiếp tục nói. Ngân hoa Đỗ quyên là bọn họ quốc hoa. Này đi tiểu tự bút tích chúng ta đã giám định quá, xác nhận là Kim Tuệ Lan không sai. Hiện tại trừ bỏ phát tinh cơ không có tìm được, này cái án tử liền tính toàn phá. Vu Phượng Hà khép lại thư, còn cấp công an đồng chí. Nếu án tử phá, khi các ngươi còn tới tìm ta làm gì? công an đồng chí ho nhẹ một tiếng, miễn cưỡng mặt khai mặt mũi, trịnh trọng này sự hỏi vu phượng hà đạo. Kim Tuệ Lan nói nàng cùng an cục có kia phương diện quan hệ. Không biết, ngài có hay không phát hiện, có thể hay không thật sự. Điều này sao có thể? Chúng ta gia lão an nhân phẩm ta hiểu rõ nhất. Huống chi, trong khoảng thời gian này hắn hoặc là vội công tác, hoặc là về nhà, căn bản là không có phương diện này thời gian. Vu Phượng Hà một ngụm phủ quyết an cục xuất quỹ khả năng tính. Hai cái công an đồng chí hướng Vu Phượng Hà cáo từ, tỏ vẻ bọn họ nhất định sẽ nghiêm túc điều tra, còn An Trung Lương trong sạch. Sổ ngày sau, đối An Trung Lương điều tra kết quả đi ra. Điều tra thượng biểu hiện, An Trung Lương không có bất luận cái gì tác phong vấn đề. Kim Tuệ Lan chỉ chứng An Trung Lương cùng nàng cấu kết, là hữu ý ô miệt ta quốc 20 nhân viên. Đây là cực kỳ ác liệt hành vi, nhất thiết phải muốn nghiêm thêm trừng phạt an trung lương tân phòng rốt cuộc bố trí hoàn thành an trung lương vợ chồng chính thức dọn tiếng tân phòng này thiên rất nhiều người tiến đến chúc mừng lâm mạng đưa an trung lương một bộ tự tự thượng thư vi quốc vi dân an trung lương vui vẻ tiếp thu quay đầu khiến cho an cảnh minh treo tại trong thư phòng tại đối an trung lương điều tra trung vu phượng hà đối an trung lương mọi cách giữ gìn này nhượng an trung lương rất lớn không có nghĩ đến. Đột nhiên gian, hắn đối vô phượng hà tự đáy lòng sinh ra một ít lòng ấy nấy. Này phần lòng ấy nấy, nhượng hắn ngày gần đây đến tưởng tẩn biện pháp hống vô phượng hà vui vẻ. Trong lúc nhất thời, hai người giống như lại tìm về lúc trước phu thê hòa thuận quan cảnh. Tại chiêu đãi mọi người khi, An Trung Lương cùng Vu Phượng Hà vẫn luôn như hình với bóng. Đại gia đều ám ám mà tán thưởng, tháng an trung lương cùng vu phượng hà quả nhiên là mô phạm vợ chồng đáng giá sở hữu người học tập mỗi khi nghe đến dạng tán thưởng lâm mạng đều cố nén nội tâm tưởng trào phúng xúc động nhàn nhạt mà phụ họa một cười vương thiến thiến lấy an cảnh minh đối tượng thân phận xuất hiện ở trước mặt mọi người này đổ ra chăng lâm mạng dự kiến bởi vì an cảnh minh đi qua có thể không mang hồ cẩm hoa tham dự quá nhậm hà chính thức trường hợp nhìn an cảnh minh đối vương thiến thiến để bụng trình độ Lâm Mạn giật mình cảm ngộ, hay là An Cảnh Minh đối Vương Thiến Thiến là đến thật sự. Qua Tết âm lịch, hắn liền mang ta hồi tỉnh thành. Vương Thiến Thiến đi đến Lâm Mạn bên người, có chút đắc ý nói rằng. Đối với Vương Thiến Thiến coi như đột nhiên bay lên cảnh ngộ, Lâm Mạn chẳng hề để ý nàng tự đáy lòng mà đối Vương Thiến Thiến nói rằng. Khi liền chúc mừng ngươi. Vương Thiến Thiến đột nhiên ngẩn ra. Bởi vì tại Lâm Mạn vẻ mặt trong giọng nói, nàng không cảm thấy bất luận cái gì dự đoán đến ghen tị toan vị. Này nhượng nàng hảo sinh không thú vị. Nàng ngượng ngùng mà cười, xoay người đi hướng nơi khác, cải tiếp tục hướng mặt khác người đi khoe khoang. Tới gần cửa ải cuối năm, ngũ thép xưởng công nhân viên chức nhóm đều sôi nổi bắt đầu chuẩn bị hàng Tết. Này thiên, một chiếc hiếm thấy tô thức xe hơi khai tiếng ngũ thép xưởng khu, lập tức chạy vào xưởng ủy lãnh đạo nhóm sở trụ một khu vực. Xe đứng ở cao nghị sinh viện trước cửa, Vu Phượng Hà nổi giận đùng đùng địa hạ xe, gõ phía sau cửa, thẳng hướng vào phòng. Cao nghị sinh đi ngoài thành tham gia lão chiến hữu tổ chức liên hoan, trong nhà chỉ có thôi hành chi một người. Cửu tỷ dẫn Vu Phượng Hà tiến thôi hành chi sở tại thư phòng. Nhìn thấy thôi hành chi, Vu Phượng Hà đi lên chính là hỏa khí mười phần một câu. Các ngươi cái kia lâm mạng cũng quá. Thình lình mà, nên diện phiêu đến một tiếng trong veo cười ai u, ta rốt cuộc chỗ nào không có làm tốt, chọc ngài phát như vậy đại hỏa. Vu Phượng Hà này mới phát hiện Lâm Mạn cũng tại. Giờ này khắc này, Lâm Mạn đang ngồi ở thôi hành chi bên người, hướng về phía nàng thoáng trực phía dưới, nhẹ nhàng mà cười. Chương 66 Từ Củ Ngên Tân Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Nhìn đến các ngươi có nói muốn nói, hôm nay ta đến chuẩn bị trà bánh hảo thôi hành chi rời khỏi thư phòng đem địa phương tặng cho lâm mạng cùng vu phượng hà vu phượng hà nhất sửa ngày xưa đối lâm mạng vẻ mặt ôn hòa mặt âm trầm đạo ngươi tại cũng hảo đại gia đem nói mở ra nói lâm mạng không kiên nhẫn mà lắc đầu đoạt đoạn đạo ngươi muốn nói cái gì nói ta trộm ngươi gia tiền vẫn là nói ta đánh an cục danh nghĩa ở bên ngoài giả danh lừa bịp hay là càng nghiêm trọng nói ta câu dẫn ngươi nhi tử thậm chí là an cục ngươi. Vu Phượng Hà nhất thời im lặng. Lâm Mạn không chỗ nào sợ hãi đạm nhiên bộ dáng, nhượng nàng trong lòng mạch danh không đế. Nàng kỳ quái Lâm Mạn như thế nào tuyệt không giật mình nàng đột nhiên thái độ đại biến. Đối với nàng chất vấn, Lâm Mạn đã không truy vấn, cũng không giải thích, ngược lại là như vậy không đầu không đuôi mà tới trước một trận lửa cháy đổ thêm dầu nói. Lâm Mạn lười cùng Vu Phượng Hà quanh co lòng vòng, lập tức vạch trần đạo ta biết ngươi cùng an cục như vậy nhiều dèm pha, ngươi không buông tha ta, ta tuyệt không kỳ quái. Vu Phượng Hà bừng tỉnh đại ngộ, cười lạnh nói. Ngươi đã như vậy thức thời, ta cũng liền không làm khó dễ ngươi. Cho ngươi một điều lộ, kéo dài ít thị dưới có một cái đại đội sản xuất. Tết âm lịch sau, ta có thể an bài ngươi đi vào trong đó, tính ngươi tương ứng quốc gia kêu gọi, chủ động, chi viện cho biên cương, về sau biệt trở lại. Lâm Mạng Đạo ngài đối ta còn thật hảo cái kia địa phương có thể tới gần biên cảnh nghe nói liên nước máy đều không có như thế nào nhất định phải đuổi ta đi vào trong đó tài năng an ngươi tâm vu phượng hà đạo cô nương ta cũng là vi ngươi hảo bây giờ là ta đến an bài ngươi tương lai có một ngày muốn là chúng ta lão an biết việc này từ hắn dưới người đến an bài ngươi đã có thể không dễ dàng như vậy lâm mạng cười khẽ ta thân ái thẩm tử như thế nào chuyện cho tới bây giờ ngươi cho tới bây giờ đều không từng nghĩ kim tuệ lan án cái kia phát tinh cơ rốt cuộc đi đâu vậy vu phượng hà sắc mặt đột nhiên biến ngươi phát tinh cơ không là đã bỗng dưng vu phượng hà tỉnh táo lại lại khôi phục thái độ bình thường nhàn nhạt mà nói rằng kim tuệ lan án phát tinh cơ theo ta có cái gì tương quan ngươi tưởng cử báo. Đại có thể đi. Đến lúc đó, nhìn nhân gia tin hay không ngươi nói. Còn có, đừng trách ta trước đó không nhắc nhở ngươi, ngươi lấy việc này vu hãm người chính là tội lớn, muốn ăn lao cơm. Lâm mạng đạo. Nói như vậy, ngươi thật tuyệt không để ý cái kia phát tin cơ hướng đi. Vu phượng hà hừ lạnh. Một cái phát tin cơ, tính chứng cớ gì a? À, coi như là, cũng có thể là ngươi cùng ít vụ có cấu kết chứng cứ. Lâm Mạn cười một cười, du du đạo. Khi nếu, phát tin cơ là tại an cục trong nhà sưu điều tra ra ni. Vu Phượng Hà sắc mặt lần thứ hai đại biến. Điều này sao có thể? Lâm Mạn đạo. Như thế nào không có khả năng? Ta giúp ngươi lộng phòng ở, muốn giấu hạ một cái phát tin cơ, còn không phải nhấc tay chi lao sao? Vu Phượng Hà kinh giác sự tình không ổn nếu là ở nhà sư xuất phát báo cơ kia cũng thật chính là trên người có một trăm há mồm cũng giải thích không rõ huống chi lão an cùng kim tuệ lan còn có kia phương diện nghe đồn hai kiện sự thêm tại cùng nhau coi như là tẩy thoát hiềm nghi nhưng đồng thời chính trị tiền đồ cũng đi theo hủy lại hướng chỗ hỏng tưởng đi xuống liên an cảnh minh cũng sẽ phải chịu liên lụy liên tiếp khủng bố thiết tưởng những vu phượng hà tọa lập khó an Đúng lúc gặp Thôi Hành Chi bưng trà điểm vào nhà, thỉnh nàng ngồi xuống uống trà. Nàng chỗ nào còn có uống trà tâm tình, vội vàng tìm cái lấy cớ, phi nước đại xuất môn. Nàng muốn lập tức chạy về nhà đi, cho dù là đào mà ba thước, cũng phải đem phát tin cơ tìm ra. Nàng như thế nào nói không nói hai câu liền đi rồi. Thôi Hành Chi không hiểu ra sao. Nàng cho tới bây giờ không gặp vu Phượng Hà như vậy thất thố quá. Đi thời điểm, Vô Phượng Hà sắc mặt trắng bệch, như là xảy ra đại sự gì. Chính là tới gần cửa ải cuối năm, ngày gần đây đến gió êm sóng lặng, có thể xuất đại sự gì a? À? Lâm Mạn đứng dậy tiếp quá thôi hành chi trà bánh, đặt trên la hán bàn. Hẳn là gấp về nhà tìm đồ vật. Thôi hành chi tưởng khởi Vô Phượng Hà vừa tới khi cảnh tượng, hỏi Lâm Mạn đạo: "Nàng hôm nay tới tìm ngươi cái gì sự?" Ta nhìn nàng tới thời điểm, giống như có chút nổi giận đùng đùng. Lâm Mạn khẽ nâng tử sa ấm đắp, đảo cút ngay thủy đi vào. Đều là hiểu lầm, nàng cho rằng ta lấy nàng nhất dạng đồ vật, sau lại nhớ tới kỳ thật luôn luôn tại trong nhà. Này không, nàng gấp trở về tìm. Trà hướng phao hảo, Lâm Mạn hai tay đoan một ly trà cấp thôi hành chi. Thôi hành chi tiếp quá chén trà. Cốc trong nước trà vàng ống, thanh hương hợp lòng người. Thôi hành chi tuy rằng đối Lâm Mạn nói nửa tin nửa ngờ, nhưng ngược lại tưởng tượng, Rốt cuộc là Lâm Mạn cùng Vu Phượng Hà chi gian sự, Vu Phượng Hà không có làm khó dễ, Lâm Mạn cũng chưa nói có cái gì ủy khuất, nàng mộc lan tràn cắm một gian đi vào, không khỏi có chút tự chút nhục nhã. Vì thế, thôi hành chi thoáng mà mân thượng một ngụm cốc trong trà, không lại hỏi nhiều Lâm Mạn, ra vẻ tin Lâm Mạn giải thích. Đêm đó, Lâm Mạn về nhà sau, sớm mà ngủ hạ, bắt phong quát một đêm, ngủ thời điểm. Lâm mạng mấy lần bị bông tuyết đánh tại cửa sổ thủy tinh thượng thanh âm đánh thức. Phát đổ rào rào phát đổ rào rào nói không rõ tỉnh mấy lần, Lâm Mạn chỉ nhớ rõ cuối cùng một lần khi tỉnh lại, nàng kéo ra bức màn, kinh thấy ngoài cửa sổ tối đen một mảnh, bông tuyết đấu đại giống như mưa đá. Đông 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 Lâm mạng nghe thấy liên tiếp tiếng đập cửa, nghĩ lầm lại là đêm trước tuyết mưa đá. Nàng phiên cái thân, xốc chăn bông thượng đầu, tính toán không quan tâm, tiếp tục ngủ đi xuống. Sốc bị thượng đầu khi, nàng khóe mắt cảm thấy một tia chói mắt kim quang, phương kinh giác trời đã sáng choang, mà kia liên tiếp không ngừng trầm đục không là mưa đá, mà là thật thật tại tại tiếng đập cửa. Ai a? À? Lâm Mạn còn buồn ngủ mà mở cửa. Vu Phượng Hà lại khôi phục hảo thái độ, vẻ mặt ôn hòa mà hống Lâm Mạn đạo. Hảo cô nương, quên thẩm tử ngày hôm qua nói nói đi. Thẩm tử cũng là nhất thời hồ đồ, ta hướng ngươi giải thích còn không được. Lâm Mạn xem kỹ mà nhìn Vu Phượng Hà, trầm mặt một lúc lâu, bỗng dưng cười. Phát tin cơ không tìm được đi. Vu Phượng Hà thần sắc xấu hổ, ngượng ngùng đạo. Ngươi nói cho ta, rốt cuộc để ở chỗ nào? Chuyện trước kia, ta xóa bỏ. Ta thu ngươi đương con gái nuôi, nhất định vì ngươi mưu cái hảo tiền đồ, hảo hôn sự, đây chính là nhiều ít người cầu không được chuyện tốt. Lâm Mạn chật chật lắc đầu không nghĩ tới ngài tư nhiên như vậy thiên chân. Cái này phát tinh cơ chính là ta cả đời bùa hộ mệnh, ta như thế nào sẽ nói cho ngài. Ngươi, vu phượng hà chán nản, rồi lại đối lâm mạng thật sự không biết làm thế nào. Lâm mạng cười. Này một hồi, đến phiên lâm mạng hảo ngôn hống vu phượng hà đạo. Yên tâm đi. Phàm là các ngươi không chọc ta, ta cam đoan không có bất luận kẻ nào biết việc này. Nếu không, vu phượng hà đạo. Nếu không cái gì. Lâm mạng cười nói. Các ngươi là đồ sứ, ta là mái ngói, đụng đứng lên, chịu thiệt tổng không là ta. Vu phượng hà quay đầu đi rồi. Trước khi đi, nàng hung hăng trừng mắt nhìn lâm mạng một mắt. Lâm mạng cũng không có bị nàng dọa đến. Vừa vặn tương phản, tại vu phượng hà bước nhanh xuống lầu khi, lâm mạng còn lễ phép 10 phần mà truy đi lên, hướng vu phượng hà hô hảo vài tiếng về sau có rảnh thường đến ngồi một chút. Lâm mạng hảo ngôn hảo ngữ, nhận vu phượng hà càng sinh khí. Xuất môn lên xe sau, vu phượng hà còn tức giận chưa tiêu. Nàng hồi tưởng lâm mạng này người, tự đáy lòng địa hạ một câu tổng kết. Hừ, cái này người, thật sự hảo một tay thủ đoạn mềm dẻo. Sau lại, vu phượng hà lại không chủ động đi tìm lâm mạng. Tại thôi hành chi bài cục thượng, hai người còn sẽ ngẫu nhiên gặp gỡ mỗi lần chạm mặt, các nàng đều khách khí nhưng không thân thiện. Sở hữu hết thảy, đều giống như về tới lúc đầu bộ dáng. Năm 30 sau, hoa đào giang thượng phà sẽ ngừng bay. Phà công ty sáng sớm quải đi ra bố cáo bài, thanh minh lần nữa mở tuyến ít nhất được chờ đến đầu xuân. Nghiêm anh tử muốn đi giang nam thẩm thẩm gia quá niên. Rời đi giang bắc trước kia, nàng tính toán lại đi nhìn một lần hồ cẩm hoa. Lâm mạng cả ngày vô công rồi nghề, nhìn nghiêm anh tử đi thăm hồ cẩm hoa, liền đơn giản cũng theo đi. Hồ cẩm hoa khí sắc khá nhiều. Nhìn thấy lâm mạng cùng nghiêm anh tử, nàng chủ động nhắc tới an cảnh minh, không có bất luận cái gì oán hận cùng phẫn nộ, phản phất thật sự đều đã thấy ra. Các ngươi nói đối, an cảnh minh đối ta căn bản không phải thật tâm, ta sớm nên đã nhìn ra. Hồ cẩm hoa trường thở dài. Lâm mạng đạo. Ngươi đã nghĩ thông suốt khi liền đem việc này quên đi. Sớm một chút đem bệnh dưỡng hảo, tương lai ngày còn trường ni. Hồ Cẩm Hoa gật đầu, cảm khái đạo. Đúng vậy. Tương lai ngày còn trường ni. Hộ sĩ đi vào phòng bệnh, nói cho Lâm Mạng cùng nghiêm anh tử, Hồ Cẩm Hoa yêu cầu tỉnh dưỡng, tốt nhất không cần lưu rất lâu. Lâm Mạng cùng nghiêm anh tử vội đứng dậy cáo biệt. Nghiêm anh tử đối Hồ Cẩm Hoa còn là có chút lo lắng. Trước khi đi, nàng luôn mãi hướng hồ cẩm hoa xác nhận có người ở trong này chiếu cố ngươi sao ta đi về sau một mình ngươi có thể đi hồ cẩm hoa hai gò má phím hồng cười nói đạo ba mẹ ta đến quá hai ngày này ta ba khoa thượng có cái vương tân dân cùng chí cương hảo có rảnh hắn chủ động đề xuất có thể tới chiếu cố ta người khác rất tốt ngươi yên tâm đi thôi lâm mạng cùng nghiêm anh tử xuất môn khi vừa mới cùng chiếu cố hồ cẩm hoa vương tân dân đánh cái đối mặt. Vương tân dân cao vóc người, tướng mạo đoan chính. Hắn bưng hộp đựng cơm, bước nhanh đi hướng ngồi ở trên giường bệnh hồ cẩm hoa. Ngươi tại sao lại đánh trong phòng ăn đồ ăn, thật sự là nhượng ngươi tiêu pha. Hồ cẩm hoa ngại ngùng đạo. Vương tân dân cười nói. Ngày hôm qua ngươi không phải nói bọn họ thịt heo đôn miếng ăn ngon sao. Cho nên ta cố ý đi đánh. Lâm Mạn đột ngột quay đầu lại, kinh giác Vương Tân Dân thanh âm rất quen thuộc tất. Đó là một tuổi trẻ nam nhân thanh âm, sản lãng cao lượng. Tiểu Mạn, ngươi làm sao vậy? Nghiêm Anh Tử nhìn Lâm Mạn thần sắc khác thường dạng, tò mò hỏi. Lâm Mạn nhất thời nhớ không nổi ở nơi nào nghe được nam nhân thanh âm, không khỏi nhiều chuyện, liền cũng không đối Nghiêm Anh Tử tế giảng, chỉ lấy cái khác nói qua loa tắt trách đạo. Không có gì, chính là đột nhiên tưởng khởi kiện không liên quan sự từ bệnh viện trở về đêm đó nghiêm anh tự đáp và đi giang nam ngày hôm sau là đại niên 30, lâm mạng rời giường xuất môn giật mình nhìn thấy vương thiến thiến đóng chặt cửa phòng tưởng khởi mấy ngày trước vương thiến thiến xách hành lý xuống lầu ngồi trên an cảnh minh đình ở dưới lầu xe lại không trở về quá đại khái giống nàng nói như vậy thật cùng an cảnh minh đi tỉnh thành đi lâm mạng thì thào lẩm bẩm trong giây lát, nàng phát hiện chỉnh tầng lầu liền dư lại nàng một cá nhân. Nói cách khác, dài đằng đẳng giao thừa trong, nàng muốn một cá nhân vượt qua. Thôi hành chi gọi lâm mạng đến trong nhà ăn cơm tất niên. Ăn xong rồi cơm tất niên sau, nàng lại mời lâm mạng ngủ lại ở nhà. Dù sao ngươi chỉ có một người, đợi quá 15 lại trở về đi. Không có việc gì, ta còn hẹn vài cái hàng xóm gác đêm, không quay về không được. Lâm mạng chống đẩy thôi hành chi hảo ý, nàng trong lòng mạch danh mà có loại tự tin. Nàng tự tin chính mình tuyệt không sẽ như vậy cô đơn lạnh lùng mà quá niên. Từ cao nghị sinh gia đi ra sau, Lâm mạng không vội mà về nhà. Nàng thải thật dày tuyết động, đi dạo đến bến tàu. Đứng ở bến đò, nàng hướng bờ sông bên kia nhìn ra xa. Còi hơi tiếng vang, 1962 nông lịch năm cuối cùng nhất bang tàu thủy cập bờ. Và thượng trạm một người nam nhân Mượn hoa tiêu đèn ánh sáng Lâm mạng thấy rõ nam nhân mặt Đồng nhất thời gian Nam nhân cũng nhìn thấy lâm mạng Bọn họ nhìn lẫn nhau Cùng nhau cười Tân niên khoái nhạc Lâm mạng đồng chí Tân niên khoái nhạc Tần công an Chương 67 Cướp bóc phạm Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Tần phong kết thúc mấy tháng ngoại phái công tác chạy về Giang Thành bồi lâm mạng quá niên. Năm 30 đêm đó, hắn bồi lâm mạng đón giao thừa sau, tại ngũ thép xưởng công nhân viên chức nhà khách trụ hạ. Phà ngừng bay, muốn đến đầu xuân mới có thể lần thứ hai mở tuyến. Vì thế, hắn cũng ngay tại nhà khách trụ đến đầu xuân. Lần đó ngươi như thế nào đột nhiên không trở về. Lâm mạng nhịn không được hỏi Tần Phong lỡ hẹn sự. Tần Phong giải thích. Có cái án tử đột nhiên phát sinh biến hóa, cho nên lại trì hoãn mấy ngày nay. Lâm Mạng lại tò mò hỏi. Lần này đi công tác, chỉ có một mình ngươi. Tần Phong Đạo. Hiện tại nhân thủ không đủ, Giang Thành nơi này còn có một đại sạp sự, chỗ nào có giàu có phái hai cái người đi công tác. Bỗng dưng, Tần Phong kề Lâm Mạng, ôm nhu hỏi. Khi thiên đợi ta thật lâu. Lâm Mạng hai gò má phím hồng, khóe miệng phủi phiết. Thiên như vậy lãnh, ta mới lười đi bến đò chờ ni. Khi thiên ta nhìn ngươi không có tới, liền ngày hôm sau gọi điện thoại đến các ngươi cục trong hỏi hạ tình huống. Chính là như vậy. Tần Phong có chút thất vọng. Khi ngươi còn trông cậy vào cái gì? Chẳng lẽ ta còn sẽ từ ban ngày chờ ngươi đến trời tối? Lâm Mạng cười khẽ, ra vẻ xuất đối Tần Phong cũng không thèm để ý lãnh đạm. Thật sự là như vậy. Tần Phong một tay nâng má, ngưng nhìn Lâm Mạng, trong mắt lộ ra giảo hoạt quang, Hắn khóe miệng gợi lên một mặt ý cười, giống như đã xem thấu Lâm Mạng nghĩ một đằng nói một nẻo. Chính là như vậy. Lâm Mạng thề son thề sắc, giữ pháo ăn luôn Tần phong đem, lưu loát mà kết thúc tổng thể. Chỉnh chỉnh một cái tân niên, Lâm Mạng cùng tầng phong ngày phần lớn là như vậy, tại bùng bùng đốt được nóng bỏng hỏa lò biên, hai người lười nhát mà ỷ tại ghế dựa thượng bên giường, hay là điếm được cao cao gối cái đệm, Trừ ăn ra cơm ở ngoài, bọn họ chính là lười biến địa hạ cờ, đọc sách, cùng nhau rung rung mà buông tiếng phòng bếp nấu ăn. Đôi khi, bọn họ cũng sẽ xuất môn, đi cung tiêu xã mua đồ vật, đi bến tàu dạo chơi. Thời tiết phá lệ hảo thời điểm, Lâm Mạng cùng Tần Phong sẽ đứng ở bờ sông nhìn người thả câu. Thả câu người sẽ trước dùng băng tạc tại thật dày trên mặt sông phá vỡ một cái tiểu động. Sau đó, phóng một trăng thô giống như dây thừng dây câu đi xuống mồi câu buông xuống đi sau, chờ thượng ít thời quan, sẽ có rung đùi đắc ý, lân lóng lánh cá mè hoa bị điếu lên đây. Chiếu cái này biện pháp, Lâm Mạng cùng Tần Phong cũng điếu một con cá đi lên. Bọn họ hưng phấn mà đề về nhà, giết sạch sẽ, đốt hầm cá nồi ăn. Đương hồng hầm cá toát ra nóng hầm hập khí khi, Lâm Mạng dọc theo nồi biên dáng một vòng kim hoàng sắc hạt ngô bánh bột ngô. Này một năm mùa đông, tới chậm, đi cũng vãng thời gian bất tri bất giác mà bước vào ba tháng, đầu xuân trận đầu trời mưa xuống dưới, biểu thị mùa đông kết thúc, mùa xuân đến. Bến tàu thượng phà công ty lại công việc lưu bù lên. Đưa đò thuyền một khai đứng lên, giang nam giang bắc khôi phục thông tàu thuyền. Tần phong vội vàng đi làm, tọa đầu nhất ban tàu thủy hồi giang nam. Vào lúc ban đêm, Lâm Mạng nghe thấy tĩnh lặng hồi lâu hành lang vang lên đinh đinh đang đang thanh âm. Nàng đẩy cửa vừa thấy, là nghiêm anh tử sách bao lớn bao nhỏ trở lại. Nghiêm anh tử cho nàng dẫn theo chút quá niên khi trong nhà đánh bánh tổ. Lâm mạng có qua có lại, đưa nàng mười mấy cái dính bánh nhân đậu. Dính bánh nhân đậu là lâm mạng cùng cửu tỷ học làm. Gạo nếp mặt đánh ra đến dính răng da trong bao trộn lẫn đường tiểu hồng đậu hãm. Nàng tự giác mùi vị không tệ, cố ý duy nhất làm ba bốn mươi cái. Mỗi khi buổi sáng lười nấu cơm, nàng liền từ hầm trong lấy ra vài cái. Cách thủy một chân, hương vị cùng mới vừa bao đi ra khi không sai biệt lắm, đã đỡ thèm lại đỡ đói. Tháng 3 cái thứ nhất ngày thứ hai, Lâm Mạng thải lầy lội tuyết mà đi đi làm. Hôm nay là đi làm ngày đầu tiên, ngủ thép xưởng công nhân viên chức nhóm đến xưởng sau, trước là khí thế ngất trời tổng vệ sinh. Tích hơn một tháng trao bụi muốn thanh lý, đôi ở trước cửa, trên đường ướt sủng màu xám tuyết nê mà cũng gấp vội vàng muốn xúc sạch sẽ. Cũng không biết là xảy ra chuyện gì, rõ ràng nghĩ trước đã thanh lý quá một lần, chính là đầu xuân đi làm quét tước, lại 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 lý đi ra rất nhiều không cần rác rưởi. Đến giữa trưa, toàn bộ ngũ thép xưởng sáng sổ sạch sẽ, nơi nơi rực rỡ hẳn lên. Lâm mạng cùng đoàn đại tỷ, tiểu trương như thường ngày giống nhau đến nhà ăn ăn cơm. Nhà ăn cửa bản thông báo tiền trạm rất nhiều người. Các nàng đẩy ra đám người, để đến phía trước đi nhìn nồng cốt cán bộ huấn luyện ban tiểu trương thì thào mà niệm ra thông cáo tiêu đề Lâm Mạn nhớ lại Trịnh Yến Hồng đề tập qua cán bộ học tập ban nghĩ thầm rằng phỏng chừng chính là cái này nồng cốt cán bộ huấn luyện ban đoàn đại tỷ giải thích cái này mỗi năm đều có trước các khoa chọn lựa nhân tài sau đó kinh xưởng bị thống nhất sàng chọn mỗi năm cái này học tập ban nhân số không sẽ vượt qua 50 học kỳ một năm thông qua cuộc thi sau thành tích ưu dị giả đem qua sang năm tiếng vào cán bộ dự trữ đội ngũ tiểu trương trước mắt sáng ngời nguyên lai like chính là cái này học tập ban a ta nghe nói qua tiểu trương lập tức xoay người hướng lâm mạng cười nói đạo ngươi là năm trước ưu tú tiên tiến nhân tài xác định vững chắc có thể đi vào cái này ban không sai không sai tiểu mạng có thể đi vào đi cũng không phải là bản thượng định đinh sự sao đoàn đại tỷ một cùng cười đạo. Từ khi nàng gia lão hồ thăng khoa trưởng sau, nàng đối tiếng cán bộ ban sự lập tức không như vậy chấp niệm. Bởi vậy, nàng đối lâm mạng thái độ cũng hảo không thiếu. Lâm mạng cười một cười. Có vào hay không còn không phải nhìn xưởng ủy lãnh đạo quyết định. Trước cuộc cũng không có cứng nhắc quy định, nói ưu tú tiên tiến nhân tài nhất định có thể đi vào cái này ban. Đoàn đại tỷ cùng tiểu trương đều khen lâm mạng khiêm tốn kỳ thật lâm mạng có khác ý tưởng. Từ trước như thế nào, hiện tại liền nhất định như thế nào sao? Lâm mạng không cho là như vậy. Phàm là học tập ban danh sách không đi ra trước, hết thảy đều còn có khả năng. Nếu nàng có thể sẽ nhập không tuyển, như vậy hiện tại cần gì phải nói nói hoa mạnh miệng, để tương lai lạc cho người khác cười nhạo mượn cớ ni. Tổng vệ sinh sau, mã bất đình đề công tác lập tức bắt đầu. Buổi chiều bắt đầu làm việc tiếng chuông còn không vang lên, Lâm Mạn liền bị chôn ở một đống lớn đang tử trong. Này đó đang tử nhiều là thượng một năm động lại xuống dưới. Bởi vì cuối năm thời điểm, đại gia mãn tâm mãn nhãn đều là quá niên sự, vô tâm công tác, thế cho nên một đầu xuân mới tưởng khởi nguyên lai like còn có hứa nhiều sự tình không làm. Vì thế, tân tờ danh sách, cũ tờ danh sách tích lũy tại cùng nhau, khai năm khiến cho Lâm Mạn vội được không hít thở được đến ầm ầm vang sổ tiếng đổ dưới, hơn 10 căn luyện thép lò lại bốc lên khói trắng. Phân xưởng trong máy móc thao tác táo vang lúc trầm lúc bổng. Ngũ thép xưởng giống như một cái ngủ say đã lâu người khổng lồ, tại thượng túc một sau đó, lại đứng lên, một lần nữa bắt đầu lao động. Ầm ầm vang ầm ầm vang đi ở xưởng khu trong, xuyên tím sắc công y người tùy ý có thể thấy, nơi nơi là ô mênh mông toàn động đầu người. Có lẽ là đầu xuân duyên cớ, trên mặt của mỗi người đều tràn đầy hạnh phúc hồng quang. Tu dưỡng một toàn bộ đông giả, đại gia đều lòng hăng hái mười phần. Không thể nói rõ một ngày một đêm mà vội vài ngày, Lâm Mạng rốt cục giải quyết xong rồi trữ hàng trên tay công tác. Này thiên trạng vạn, nàng chính dựa vào tại ghế dựa thượng, hai tay phủng một ly táo đỏ trà nóng, lười biếng mà thư hoãn gân cốt, chờ đợi tan tầm linh vang. Tiểu Mạng, hôm nay giúp ta giá trị cái ca đêm, quá hai ngày đến phi ngươi kia bang, ta bổ còn cấp ngươi tiểu trương bỗng nhiên chạy vào môn vội vội vàng vàng mà thu thập chỗ ngồi đồ vật lâm mạng gật đầu đáp ứng cái gì sự như vậy gấp ta đại di đã xảy ra chuyện tình hình cụ thể và tỉ mỉ ngày mai lại cùng ngươi nói tiểu trương thu thập xong đồ vật liền lao ra cửa nửa giây đều không trì hoãn lâm mạng không hiểu ra sao vẫn là không có minh bạch tiểu trương rốt cuộc làm sao vậy đoàn đại tỉ thở dài dịch chỗ ngồi kề lâm mạng đạo. Ngươi còn không biết a, à, hôm nay giữa trưa ta xưởng khu xảy ra chuyện lớn. Xảy ra chuyện gì? Ta giữa trưa tại đuổi nhất phân xưởng tờ danh sách, liên hóa nghiệm thất môn đều không xuất. Lâm mạng đạo. Đoàn đại tỷ đạo. Tiểu trương đại di là ta xưởng khu kỹ thuật khoa người. Hôm nay giữa trưa, nàng thay ca về nhà bổ giác, ai thành tưởng bắt gặp cướp bóc phạm. Cướp bóc phạm. Lâm Mạng khiếp sợ không thôi. Tại 60 niên đại, đừng nói nhập thất cướp bóc, mà ngay cả nhập thất đi trộm đều hiếm thấy. Nhất là nhiều lần nghiêm đánh qua đi, như vậy người chỉ sợ hoặc là bị bắn chết, hoặc là bị ném vào ngục giam cải tạo. Như thế nào hôm nay tại ngũ thép xưởng, lại có nhân sinh xuất như vậy lá gan? Đoàn đại tỷ tiếp tục nói. Thật sự là cướp bóc phạm, tiểu trương đại di mới vừa nằm xuống, khi người liền nhảy cửa sổ đi vào, cầm đao hỏi tiểu trương đại di muốn ăn, nói là trên núi né hảo nhiều ngày, khoái đói điên rồi. Tiểu trương đại di nói mặc kệ, cướp bóc phạm liền chính mình lấy, tiểu trương đại di phát thượng hắn, hai người đánh đứng lên. Nói đến mấu chốt chỗ, đoàn đại tỷ ngừng lại một chút, tháng thanh đạo. Tiểu trương đại di còn thật tàn nhẫn, liên cái mô đều không cho cướp bóc phạm lấy đi. Cướp bóc phạm một phát ngoan, liền đem nàng đại di đâm thương lâm Mạn nghe được trợn mắt há hốc mồm nghĩ thầm rằng vì mô phấn đấu quên mình phỏng chừng cũng liền cái này niên đại mới có thể sinh ra tới anh dũng khi sau lại ni tiểu trương đại di không có việc gì đi cái kia cướp bóc phạm bắt đến không có bên cạnh có người cũng nghe đoàn đại tỷ giảng thuật tò mò hỏi đoàn đại tỷ đạo tiểu trương đại di bị thương đỉnh trọng đã chuyển tới trung tâm bệnh viện đi đến nỗi cái kia cướp bóc phạm mà lại nhảy cửa sổ chạy phỏng chừng hồi trên núi đi hồi trên núi đây không phải là bất định ngày nào đó lại được xuống dưới trong khoảnh khắc mọi người đem đối tiểu trương đại di quan tâm chuyển dời đến trên người mình sôi nổi lo lắng cho mình ngày nào đó cũng sẽ đụng thượng cướp bóc phạm cứ việc đoàn đại tỷ an ủi mọi người nói công an đồng chí đã tại ra tin tưởng rất khoái liền có thể bắt trụ tội phạm nhưng khủng hoảng cảm xúc vẫn giống lưu cảm nhất dạng không bao lâu công phu lan tràn đến toàn xưởng. Trong lúc nhất thời, đại gia nhân tâm hoảng sợ. Trực đêm ban biến thành đặc biệt nguy hiểm sự. Mỗi cái độc thân tuổi trẻ nữ công nhân viên chức đều phải có gia nhân tới đón mới dám tan tầm. Tiểu mạng A, ngươi đối tượng là công an, hạ ca đêm thời điểm, có thể nhất định muốn hắn tới đón ngươi. Đoàn đại tỷ nhắc nhở Lâm Mạng Đạo. Lâm Mạng đối với điện thoại ngẩn người. Người khác tại Giang Nam, chạy gian bắt tới đón ta tan tầm, không đại hảo đi. Này có cái gì không hảo? Hắn mệt một chút không việc gì, tổng so ngươi xuất sự cường đi. Đoàn đại tỷ may mắn hồ cẩm hoa hiện tại có đối tượng, bằng không, nàng cũng không thể không nhượng lão hồ đi tiếp. Lâm mạng suy xét luôn mãi, cuối cùng vẫn là không gọi điện thoại. Nàng không thích hướng người triển lộ cảm xúc, nhất là sợ này hạng nhất. Vào đêm sau, Lâm Mạn cứ theo lẽ thường trực đêm ban tôn chủ nhiệm mấy lần chạy tới, hỏi nàng muốn hay không điều ban. Nàng đều bày ra không hề gì thái độ, kiên trì một cá nhân trực ban không thành vấn đề. Yên tâm đi. Xưởng trong có bảo vệ khoa tuần tra, ta không có việc gì. Lâm mạng ra vẽ xuất chẳng hề để ý bộ dáng, kỳ thật trong lòng sợ muốn mệnh. Tôn chủ nhiệm nhìn lâm mạng cự tuyệt kiên quyết, liền cũng không lại kiên trì đi xuống, chỉ tại lâm tan tầm trước, dặn dò lâm mạng vài tiếng tiểu tâm dài đằng đẳng đêm dài, lâm mạng lớp học cũng không có rất nhiều muốn làm công tác. Nàng thành thành thật thật mà đứng ở hóa nghiệm thất trong, bên ngoài truyền đến bất luận cái gì dị vang đều sẽ khiến cho nàng cảnh giác. Nàng trừng lớn hai mắt, dày vào chờ đồng hồ treo tường thượng kim đồng hồ chậm rãi bò quá sáu điểm. Rốt cục, tan tầm thời gian đến. Nhưng là nàng lại gặp một cái tân nan đề. Đầu xuân hừng đông được vãng, rõ ràng đã sáu điểm nhiều, bên ngoài còn hắt giống như đêm nhất dạng. Lâm mạng lại đợi nửa cái nhiều giờ, thiên vẫn là không có lượng. Tấm màn đen giống như chặt chẽ mà đinh ở tại thiên thượng, thế nào đều xả không xuống dưới. Vì bắt kịp nhà ăn điểm tâm, nàng không thể không kiên trì xuất môn. Một suốt ký túc xá, Lâm mạng liền nhìn thấy xa xa có một cái cao cao gầy teo bóng người, chính đâm đầu đi tới. Nàng bỗng dưng đứng lại trụ, hai chân giống chỉ nhất dạng trọng, dịch không khai nửa bước bóng người càng ngày càng gần, lâm mạng hô hấp cũng đi theo dồn dập đứng lên. Bởi vì khẩn trương quá độ, nàng cổ họng trong phát âm toàn ngăn ở cổ họng mắt, như thế nào đều hô không đi ra. Ngày bác khai vân tầng buông xuống mờ mịt một chút lượng. Bóng người đi tới lâm mạng trước mặt. Lâm mạng rốt cục thấy rõ hắn mặt. Tần phong. Đương lâm mạng thấy rõ người tới, trường thở vào nhẹ nhõm, không khống chế được nhào vào đối phương trong ngực. Tần Phong Hảo muốn biết Lâm Mạng bị dọa đến. Hắn khẽ vuốt Lâm Mạng bả vai, an ủi. Ta biết các ngươi nơi này đã xảy ra án tử. Lo lắng ngươi hạ ca đêm không an toàn, liền cố ý lại đây tiếp ngươi. Khi về sau ta hạ ca đêm. Lâm Mạng ngẩng đầu truy vấn. Tần Phong cười. Phạm nhân bắt đến trước, ta sẽ đều sẽ đến. Chương 68 Mới gặp ấn tượng bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com ngươi không phải là hạ ca đêm tới rồi đi lâm mạng nhìn tần phong trong mắt có tơ máu biết hắn nhất định lại ngao một đêm không cấm có chút đau lòng tần phong cười nói hoàn hảo chúng ta kết thúc được so các ngươi sớm bắt kịp sớm ban tàu thủy có thể tới kịp lại đây đi thôi mang ngươi đi ăn chúng ta xưởng nhà ăn lâm Mạn nghĩ thầm rằng tần phong tám phần không ăn điểm tâm bọn họ công an một vội khởi án tử đến liền một ngày một đêm, không chừng từ trước vãn đói đến bây giờ cũng nói bất định lâm Mạn cùng Tần Phong đi đến nhà ăn khi, thiên đã hơi hơi được sáng lên. Trong phòng ăn còn không có gì người, trống rỗng một trường sắp xếp cái bàn sau, chỉ ngồi tam hai cái hạ ca đêm người. Lâm Mạn nhượng Tần Phong ngồi cạnh cửa sổ một cái vị trí sau, chạy tới cửa sổ đánh cơm. Sữa đậu nành, bánh quẩy, bánh bột ngô chiên. Phàm là có thể điếm bụng cái ăn, nàng đều muốn hảo mấy phần, sợ uy không no Tần Phong. Bây giờ là ai tại tra cướp bóc phạm án tử? Lâm Mạng hy vọng có thể cán sự công an tra, sớm một chút nhượng cướp bóc phạm xa lưới, nàng cũng thật sớm điểm an tâm. Tần Phong đạo. Hẳn là Trần Thư bọn họ tại tra đi. Trần Thư không là trảo đặc vụ sao? Như thế nào còn quản cái này? Lâm Mạng cảm thấy kỳ quái. Tần Phong đạo. Năm trước, Trần Thư bọn họ phá án một cái đặc vụ điểm liên lạc, có một cái đặc vụ xa lưới. Lúc ấy lục soát khắp toàn thành cũng không tìm được, thẳng đến lần này phát sinh cướp bóc án, bọn họ mới biết được, nguyên lai hắn trốn thượng sơn. Lâm Mạn bừng tỉnh đại ngộ, khó trách cướp bóc phạm lá gan như vậy đại, dám vào thất cướp bóc, nguyên lai là tại trên núi không chịu nổi đói, không được không xuống, nhanh ăn đi, xong rồi ta đưa ngươi về nhà. Tần Phong nhìn Lâm Mạn như có điều suy nghĩ dạng, đoán được Lâm Mạn nhất định lại tại miên mang suy nghĩ. Lâm Mạn cũng bỏ thêm một đêm ban, vây được khó chịu. Nàng nghĩ Tần Phong nhất định so với chính mình càng không thoải mái, vì thế nhanh hơn ăn cơm tốc độ. Nuốt cả quả táo mà, nàng càng quét sạch sẽ trước mặt sữa đậu nành cùng bánh bột ngô chiên. Dư lại cái ăn bị Tần Phong ăn xong. Đầy bàn sớm một chút, một chút cũng không lãng phí, toàn vào Lâm Mạn cùng Tần Phong bụng. Ăn qua bữa sáng sau, Tần Phong đưa Lâm Mạn về nhà. Tuy rằng thiên đã đại lượng, xưởng khu các nơi cũng bắt đầu có người đi lại, nhưng Tần Phong vẫn như cũ kiên trì đưa Lâm Mạn lên lầu, nhất định phải nhìn Lâm Mạn tiến môn mới được. Bằng không, ngươi tiến vào ngủ. Lâm Mạn nghĩ đến Tần Phong còn muốn đuổi rất trường một đoạn đường tài năng đến gia, không khỏi có chút không đành nhẫn tâm. Tưởng cái gì nộp vạn nhất nhượng người nhìn thấy, ngươi thanh danh còn muốn hay không? Tần Phong quả quyết cự tuyệt. Tuy rằng Tết âm lịch thời điểm, hắn không ít tại lâm mạng trong nhà đãi Nhưng hết thảy hành vi, hắn đều dựa theo quy củ đến. Mỗi đến vào đêm, hắn nhất định sẽ sớm mà hồi nhà khách. Mặc dù ban ngày đãi ở trong phòng, hắn cùng lâm mạng gần nhất khoảng cách, cũng bất quá là bả vai ai bả vai thôi. Ai quản cái này, ta ngủ giường, ngươi nằm dưới đất không được sao lâm mạng ngại tần phong sự nhiều tần phong đạo ai nói không người có thể quản nếu như bị phong hóa đội bắt đến bảo đảm chúng ta chịu không nổi phong hóa đội lâm mạng suy đoán này tám phần là niên đại văn trong những cái đó mang hồng tụ chương chung quanh tuần tra bắt gió bắt bóng mà đãi người tác phong vấn đề đại mụ nhóm tần phong cười khẽ ngươi nhất định không muốn gặp thức các nàng khủng bố so chính trị tổ còn nhượng người chịu không được. Nói xong, Tần Phong hướng Lâm Mạn cáo biệt, xoay người xuống lầu. Lâm Mạn đứng ở cửa, nhìn Tần Phong thân ảnh biến mất tại thang lầu cuối, mới không tha mà đóng cửa lại. Phanh. Đại môn một quan, Lâm Mạn tưởng khởi an cảnh minh mỗi khi đều là mang vương thiến thiến đi ra ngoài qua đêm, chẳng lẽ cũng là bởi vì kiên kỵ phong hóa tiểu đội càng quét. Học tập ban danh ngạch đi ra, như cũ lấy bản vàng hình thức dán tại nhà ăn cửa bản thông báo thượng. Lâm Mạn chen vào vây xem đám người, lượt quét mắt bản vàng thượng tên. Nàng từ đầu tới đuôi nhìn hai lần, đều không có tìm được nàng tên. Bằng khóe mắt dư quan, nàng nhìn thấy có người tại đối nàng chỉ rõ. Ai, đây không phải là năm trước ưu tú tiên tiến cá nhân sao? Đối đối, chính là nàng. Bình thường ưu tú tiên tiến cá nhân có cái gì dùng? Hừ còn không phải vào không được cán bộ học tập ban. Xuyệt. Nhỏ giọng điểm. Đừng làm cho nàng nghe thấy được. Ta nghe nói nàng kia thưởng được có chút. Lâm mạng rời khỏi đám người, nên diện đụng thượng cao nghị sinh thư ký riêng Lưu Trung Hoa. Lưu Trung Hoa tại cao nghị sinh gia gặp qua lâm mạng, biết lâm mạng là cao nghị sinh người. Tiểu lâm đồng chí, ở trong này bính kiến ngươi thì tốt rồi, ta đang muốn đi ngươi phòng ban tìm ngươi ni. Lưu Trung Hoa đem Lâm Mạn gọi vào một bên. Lâm Mạn cười khẽ mà trêu ghẹo. U, cái gì sự muốn Lưu Đại Bí Thư tự mình đến tìm ta? Lưu Trung Hoa đạo. Cũng không đại sự gì, chính là cao sưởng trưởng để cho ta tới hướng ngươi xác nhận chút sự tình. Cái kia, ngươi là cao trung bằng cấp đi. Lâm Mạn gật đầu. Ta tại song phong trấn trên cao trung. Lưu Trung Hoa hỏi. Ngoại ngữ phương diện, ngươi có cái gì nắm giữ sao? Ân, ừ, học quá chút tiếng Anh, tiếng Nga cũng hiểu chút, đơn giản đối thoại không thành vấn đề, lại thâm lại không được. Lâm Mạng Minh Bạch hẳn là y theo năm sáu chục niên đại tình huống giảng, ngàn vạn không thể khuyết đại, nếu không sẽ làm cho người hoài nghi. Vì thế, nàng cố ý ẩn đi tinh thông sổ môn ngôn, ngôn ngữ sự thật, ra vẽ xuất một bộ mới lạ bộ dáng. Lưu Trung Hoa thoáng cân nhắc hạ, nói thanh hảo. Lâm Mạng không rõ Lưu Trung Hoa ý tứ, hỏi Lưu Trung Hoa. Lưu Trung Hoa đạm đạm nhất tiếu, bán cái cái nút, không nói rõ, chỉ nói nhượng Lâm Mạng kiên nhẫn chờ thông tri. Nga, đối, ta đã đối tôn chủ nhiệm công đạo qua, về sau liền không an bài ngươi trực đêm ban. Sắp chia tay trước, Lưu Trung Hoa chợt nhớ tới cái gì, lại đối Lâm Mạng bổ sung một câu. Rốt cuộc là cái gì sự? Liền không thể trước đó thấu cái phong cho ta. Lâm Mạn càng phát tò mò. Lưu Trung Hoa cười nói: "Ngươi phóng 120 cái tâm đi. Tóm lại là chuyện tốt, vẫn là câu nói kia, kiên nhẫn chờ thông tri." Trở lại hóa nghiệm thất, Lâm Mạn phát giác đại gia thái độ giống như đều đã xảy ra một chút thay đổi. Đoàn đại tỷ cùng Tiểu Trương cứ việc đãi nàng nhất dạng hòa khí, nhưng không chỉ một lần mà bối nàng khe khẽ nói nhỏ. Ngẫu nhiên có người đi ngang qua nàng bên cạnh, Bình thường đại gia tổng sẽ lẫn nhau hàng huyên hai câu, nhưng hôm nay không giống nhau, nàng lập tức giống như thành trong suốt người, bỗng nhiên liền bị đại gia nhìn như không thấy. duy nhất không phát sinh biến hóa người là tôn chủ nhiệm, hắn không quan đối lâm mạng không có chút nào vắng vẻ, ngược lại thái độ càng hơn dĩ vãng ân tình. hắn trước là trước mặt mọi người đều lâm mạng ca đêm, để cho người khác trên đỉnh, thay ca người có câu án hận, có thể nề hà là chủ nhiệm an bài cũng chỉ có thể tiếp thu. Tiếp, hắn lại kéo Lâm Mạn đến một bên, cùng trước một lần nhất dạng, thoáng điểm hai câu, muốn Lâm Mạn ngàn vạn nhớ rõ hắn hảo. Lâm Mạn hỏi tôn chủ nhiệm rốt cuộc có chuyện gì? Tôn chủ nhiệm cùng Lưu Trung Hoa nhất dạng, cũng là cười đến ý vị thâm trường, cái gì đều không nói, chỉ nhượng Lâm Mạn kiên nhẫn mà chờ thông tri. Lâm Mạn không cần trực đêm ban sau, lập tức không ra rất nhiều thời gian. Nàng ở nhà đãi vô công rồi nghề, chợt tưởng khởi Tần Phong lần trước ăn điểm tâm khi, nhắc tới bọn họ phòng ba người đều có ái nhân đưa bữa ăn khuya, mà hắn bởi vì một cá nhân trụ, đành phải cô Linh Linh mà gặm giữa trưa lưu lại bạch diện mô. Đồng chí, thỉnh cho ta nhất trương đi Giang Nam vé tàu. Một cái phong thanh trăng sáng buổi tối, Lâm Mạng Trang tràn đầy một hộp đựng cơm cơm tẻ, lại đốt một hộp đựng cơm gà hầm nấm. Đầy ấp hai cái hộp đựng cơm trang được tay nải nặng trình trịch. Nàng bối thượng tay nải, tính toán đi cấp tầng phong đưa cơm. Vừa vặn có mấy cái đồng sự muốn đi Giang Nam làm việc, Lâm Mạng sáng sớm cùng bọn họ thương lượng hảo. Lẫn nhau có thể kết bạn đồng hành. Nhất tới, như vậy đại gia có thể đuổi trên đường nhàm chán thời quan, nhị người tới nhiều chút, còn có thể dọa lui cái kia còn không có xa lưới cướp bóc phạm. Người bán vé cho Lâm Mạng nhất trương hồng nhạc mỏng giấy vé tàu. Nắm này trương vé tàu, Lâm Mạng đi lên hướng Giang Nam đi đưa đò thuyền tần phong mới vừa vừa nghe thấy đồng sự nói bên ngoài có nữ đồng chí tìm cho là bọn họ là tại nói giỡn hắn cười khẽ mà lay động phía dưới không đương hồi sự tiếp tục vùi đầu công tác thẳng đến đồng sự lại bỏ thêm một câu là một cái họ lâm phiêu lượng nữ đồng chí tần phong đằng mà đứng lên lao ra cửa thẳng đến xuống lầu lâm mạng đứng ở công an đại lâu lầu một đại sảnh trong đại sảnh chỉ sáng một trảng đèn Tần Phong xuống lầu khi, Lâm Mạn đứng ở ánh sáng chỗ, tiếu sinh sinh nhất trương mặt trái xoan thường, doanh doanh hai mắt công đến giống Nguyệt Nha. Sao ngươi lại tới đây? Tần Phong ba bước cũng làm hai bước, đảo mắt liền đến đến Lâm Mạn trước mặt. Lâm Mạn hướng Tần Phong lay động xuống tay trong hộp đựng cơm. Ta tới cấp ngươi mang bữa ăn khuya. Một cái nam công an vừa vặn xuống lầu. Hắn ái nhân cấp hắn dẫn theo cơm, cũng chờ ở dưới lầu. Tần Phong, ngươi đối tượng tới cấp ngươi đưa cơm A. Nam công an nhìn lại phá lệ có người đưa cơm cấp Tần Phong, nhịn không được trêu chọc. Tần Phong tự hào mà cười. Chỉ cho ngươi ái nhân đưa cơm cho ngươi, liền không chuẩn ta đối tượng đưa tới. Tần Phong kéo lâm mạng tay. Đi, chúng ta đổi cái địa phương. Tìm cái không người gian phòng, Tần Phong ngồi xuống ăn cơm. Lâm mạng tỉnh tỉnh mà ngồi ở một bên, cười khẽ mà nhìn Tần Phong ăn cơm ta đêm nay muốn vội một đêm triều không xuất không đưa ngươi hồi gian bắt như vậy đi chờ hạ ngươi đến ta nơi đó đối phó một đêm sáng mai ta tan tầm đưa ngươi trở về tần phong một mặt đối lâm mạng nói chuyện một mặt vùi đầu ăn cơm ân hảo a lâm mạng thuận miệng đáp nàng như trước nhìn tần phong trong mắt ý cười càng phát được nùng Tần Phong bỗng nhiên cảm thấy Lâm Mạn chăm chú nhìn tầm mắt có chút không thích hợp. Hắn buông xuống thìa, hỏi Lâm Mạn đạo. Ngươi có phải hay không có nói hỏi ta? Lâm Mạn gật đầu, cười nói. Ta tưởng khởi lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ngươi xuyên một thân bạch y lam quần công an chế phục. Lúc ấy trong lòng ta tưởng, ân, cái này người như vậy xuyên thật là dễ nhìn. Tần Phong bị Lâm Mạn khen được đỏ mặt. Hắn né qua Lâm Mạn chăm chú nhìn tầm mắt, tiếp tục ăn cơm, cực lực đem lực chú ý thả lại hộp đựng cơm trong đồ ăn thượng. đừng có đoán mò, ngươi lại bắt đầu nói những cái đó nói chuyện không đâu nói. ai, ngươi đối với ta lần đầu ấn tượng là cái gì a? À? Lâm mạng xong trưởng hoành phóng trên bàn, tò mò hỏi. chẳng phải tại trên xe lửa. Tần Phong chuyên tâm ăn cơm, không yên lòng mà hồi đạo. còn có ni. Tần Phong trả lời được có lệ, những Lâm mạng có chút thất vọng. Tần Phong động tác ngừng lại một chút, làm như nghiêm túc cân nhắc một phen, tiếp tiếp tục ăn cơm, hồi đạo. Nghĩ không ra. Lâm Mạn tàn nhẫn trắng Tần Phong một mắt, trong lòng thầm nghĩ: Nguyên lai like như vậy không đem ta để ở trong lòng, sớm biết rằng không đốt này đó cho ngươi. Lâm Mạn mặt lộ vẻ không vui, Tần Phong phản phất một chút cũng không nhận thấy được. Sau khi ăn cơm xong, hắn đưa Lâm Mạn đi hắn gia hắn chỉ đưa lâm mạng tiến gia môn liên nói đều không cố thượng nhiều nói hai câu liền lập tức chạy về cục trong tần phong đi sau lâm mạng tạm thời còn chưa ngủ ý nàng tại tần phong trong phòng chuyển chuyển nàng tưởng khởi tần phong có cái khóa lại ngăn kéo lần trước phiên hồ sơ sau cái khác đồ vật đều chưa kịp động nàng vô công rồi nghề liền đơn giản mở ra ngăn kéo nhìn ngăn kéo trong vẫn là phóng một xấp hồ sơ túi nàng đối hồ sơ túi không có hứng thú lập tức phiên đến đế đụng đến một bản bút ký bộ lâm mạng tùy tay mở ra bút ký bộ nhìn thấy mặt trên nội dung điềm điềm mà cười nguyên lai like bút ký bộ trong là một tờ lại một tờ bút chì phát họa đệ nhất trang là mùa đông thời điểm lâm mạng ỷ ở trên giường ngủ gật ngủ nhang đệ nhị trang là tháng giêng 15 lăm vãng lâm mạng nhìn pháo hoa khi cười đến vui vẻ trắc nhang đến ngược đệ nhị trang là Lâm Mạng ngồi ở trên xe lửa, nhìn cửa sổ xuất thần, cuối cùng một đêm, là Lâm Mạng cưỡi xe đạp tại hồi hương tiểu đạo thượng, gió nhẹ phất mặt, mặt mày hàm xuân, khóe miệng dơ lên một mặt mỉm cười. Hừ, còn nói đối ta không ấn tượng. Lâm Mạng nặng nề mà khép lại notebook. Lâm Mạng trên giường đi ngủ, kéo thượng chăn, bỗng dưng nghe thấy một sợi nhàn nhạt thuốc lá hương. Nhàn nhạt thuốc lá hương nhượng Lâm Mạng cảm thấy mặt danh an lòng nàng nặng nề mà ngủ hạ tại thơm ngọt trong mộng nàng đột nhiên tưởng khởi kiện kỳ quái sự tần phong chưa bao giờ hút thuốc lại vì cái gì trên người sẽ có hương thảo vị ni đông 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 sáng sớm lâm mạng bị dồn dập tiếng đập cửa đánh thức nàng không mặc y phục mở cửa tần phong trạm ở ngoài cửa khoái thu thập một chút ta ở bên ngoài chờ ngươi các ngươi xưởng đã xảy ra chuyện ta muốn đi qua tranh thuận tiện đưa ngươi hồi gian bắt Tần Phong Đạo Lâm Mạng Đạo Xảy ra chuyện gì? Tần Phong Đạo Các ngươi xưởng tối hôm qua chết cá nhân Lâm Mạng cả kinh nói Lại có người bị đoạt Tần Phong lắc đầu Không là, là cái kia cướp bóc phạm chết, hung thủ không rõ Chương 69 Học tập ban Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Tuy rằng đã xảy ra án mạng, nhưng đối ngũ thép xưởng toàn thể công nhân viên chức đến nói cũng không phải kiện chuyện xấu đại gia đều thật dài mà thở vào một cái giống như trong lòng thứ bị rút ra mỗi người rốt cục an tâm xuống về đánh gục cướp bóc phạm người hóa nghiệm thất mọi người có loại loại suy đoán giống như là ta bảo vệ khoa người tuần tra thời điểm đụng phải xưởng trong vi việc này còn muốn cho bọn hắn khen ngợi ni không đúng không đúng ta như thế nào nghe nói bảo vệ khoa đến hiện trường thời điểm cái kia cướp bóc phạm sớm chết. Hẳn là ta nhân dân công an đánh gục đi. Cũng không đối đi. Công an sau lại còn phái người đến, giống trống khua chiên mà điều tra hảo một chút, muốn thật sự là bọn họ làm, sao có thể như vậy? Đủ loại hiếm lạ ngôn luận vần quanh tại lâm mạng bốn phía. Lâm mạng không nói một lời, như cũ làm nàng công tác, khai nàng tờ danh sách. Bỗng dưng, đoàn đại tỷ tưởng khởi lâm mạng đối tượng là công an. Tiểu mạng, Ngươi cái kia đối tượng nói như thế nào? Đoàn đại tỷ hỏi Lâm Mạng đạo. Các ngươi không xem báo chí sao? Này án tử còn không điều tra ra ni. Ta chỗ nào biết như vậy nhiều? Lâm Mạng mân một ngụm bên tay trà, tiếp tục vùi đầu công tác. Nàng thâm tri Tần Phong công tác kỷ luật tính, phá án trung chi tiết chỗ nào có thể lấy ra bác quái, vạn nhất truyền nơi nơi đều là, Tần Phong là muốn thụ xử phạt đoàn đại tỷ không hỏi đến nội tình tin tức, cảm thấy có chút thất vọng. Nàng biểu môi, nghiêng đầu đi, tiếp tục cùng người chuyện phím. Ngày gần đây đến, lâm mạng tại văn phòng tình cảnh đã xảy ra chút rất nhỏ biến hóa. Nàng không lại là trong phòng làm việc hồng nhân. Mọi người đối nàng nhiệt tình, khách khí đều chuyển phai nhạc, trong khoảnh khắc, nàng giống như mất đi với mọi người, thành bình thường nhất tồn tại. Hóa nghiệm thất trong phong cảnh rốt cuộc không là lâm mạng sở cầu bởi vậy đột nhiên gian địa vị chuyển biến lâm mạng cũng không cảm thấy có cái gì khó chịu chính là ngẫu nhiên nhàn hạ thời điểm nàng sẽ tò mò nguyên nhân trong đó đến tột cùng là nhân vì cái gì lại đột nhiên như vậy tình thế đại biến có một ngày lâm mạng đứng ở cất vào kho gian phía sau cửa nghe thấy hai cái đồng sự đối thoại từ bọn họ đối thoại chung nàng hiểu biết đến đại khái nguyên nhân náo loạn nửa ngày lâm mạng cùng nhân sự khoa lâm chí minh không quan hệ a à. làm sao có thể bọn họ không là thân thích sao họ lâm liền đều là thân thích khi ta còn họ ít chẳng phải là cùng ai u khi nàng còn vào ta hóa nghiệm thất lại lấy năm trước ưu tú tiên tiến cá nhân đều là đi quan hệ đi tới bái lấy ưu tú tiên tiến cá nhân phỏng chừng là vận khí bất quá nàng cũng sẽ không vẫn luôn vận khí như vậy hảo muốn không thế nào sẽ liên học tập ban còn không thể nào vào được. Sưởng ủy khẳng định phát hiện nàng có vấn đề, mới triệt nàng thượng học tập ban tư cách. Ta còn là không rõ, các ngươi như thế nào như vậy khẳng định nàng không là lâm khoa trường thân thích. Nhưng ta cho ngươi biết là bởi vì. Nói chuyện người bỗng nhiên đè thấp âm lượng, thế cho nên lâm mạng nghe không rõ câu nói kế tiếp. Lại sau đó, hai cái tiếng bước chân càng lúc càng xa, liên nói chuyện thanh cùng nhau triệt để tiêu thất. Tân niên đầu xuân về sau, hóa nghiệm thất mỗi ngày buổi sáng bắt đầu công tác trước, đều muốn khai một cái thần hội. Thần hội thời gian không trưởng, đại đa số tình huống chỉ cần ngắn ngủn mười mấy phút đồng hồ, từ tôn chủ nhiệm hướng đại gia công đạo một chút sắp tới công tác trọng điểm, cùng với mặt trên công đạo xuống dưới mới nhất yêu cầu đại gia lĩnh hội công tác tinh thần. Này thiên, hóa nghiệm thất mọi người theo thường lệ vây ngồi cùng một chỗ, từ tôn chủ nhiệm chủ trì ngày đó thần hội hiện tại tuyên bố chuyện thứ nhất lâm mạng đồng chí đem không tham dự năm nay sở hữu ca đêm phiên trực thỉnh sắp xếp lớp học đồng chí chú ý một chút ngồi ở dưới khai hội mọi người hai mặt nhìn nhau mỗi người sắc mặt đều không đại hảo nhìn mang theo oán khí năm sáu chục niên đại đi làm công tác không thể so so lại tăng ca trực ban toàn bằng đối kiến thiết xã hội chủ nghĩa nhiệt tình không có tăng ca phí bởi vậy nếu những người khác đều trực đêm ban, mà có một cá nhân không cần trực đêm ban. Như vậy không cần trực đêm ban người chẳng khác nào chiếm sở hữu người tiện nghi. Đại gia trong lòng không phục, nhưng bởi vì tôn chủ nhiệm giọng điệu cường ngạnh, không có bất luận cái gì thương lượng đường sống, vì thế đại gia đành phải miễn cưỡng ứng hạ. Thần hội khai hoàng sau, tôn chủ nhiệm lại trước mặt mọi người tuyên bố một sự kiện. Lâm mạng, ngươi đã bị tuyển vào đặc biệt học tập ban này ban mỗi cách một ngày có khóa, giờ dạy học từ buổi tối 7 điểm lên tới 10 điểm. Lên lớp địa điểm tại xưởng ủy Tiểu Hồng Lâu. Ngươi ngàn vạn nhớ rõ muốn đi thường. công chủ nhiệm vừa đi, hóa nghiệm thất người lập tức thảo luận mở. Đặc biệt học tập ban là cái gì? Như thế nào khóa vẫn là tại xưởng ủy Tiểu Hồng trên lầu? Ai nha, không sẽ chính là cái kia ban đi. Cái gì? Cách vài năm sẽ có một cái đặc biệt học tập ban cái này ban là chuyên môn vi bồi dưỡng tương lai xưởng ủy cán bộ mở liền nói tiếng cái này ban tương đương nữa chỉ chân tiếng xưởng ủy hẳn là đi khó trách hai ngày này chủ nhiệm đối lâm mạng thái độ đặc hảo nguyên lai hắn sớm biết rằng chật chật ta sớm nhìn cái này lâm mạng không đơn giản có người nhìn thấy nàng thường xuyên xuất nhập cao xưởng trưởng gia tám phần là cao xưởng trưởng thân thích đi nhà có việc này ngươi như thế nào không nói sớm. Ta liền nghe người nói, lại không tận mắt nhìn thấy thấy. Vạn nhất là nhìn lầm rồi ni. Dù sao nếu là cao sưởng trưởng thân thích, nàng như thế nào cho tới bây giờ đều không nói một tiếng. Vạn nhất nhân gia chính là tưởng điệu thấp ni. Hẳn là đi. Nàng nếu không là cao sưởng trưởng người, chỗ nào có thể đi vào này học tập ban. Không phải nói, tiếng cái này ba người đều là sưởng ủy lãnh đạo đề bạc đi lên. Vì thế, có quan lâm mạng vì cái gì có thể đi vào xưởng ủy học tập ban phỏng đoán, lại sinh ra một đống lớn đủ loại, thiên kỳ bách quái cố sự. Bỗng nhiên chi gian, lâm mạng tình cảnh lại hảo trở về, thậm chí càng hơn từ trước. Tại đi qua, bởi vì lâm mạng hảo tính tình, đại gia tổng sẽ đem lười làm sống giao cho lâm mạng. Mà hiện tại, đại gia chẳng những không lại đẩy sống cấp lâm mạng, còn lão là sẽ chủ động hỏi lâm mạng, có cái gì yêu cầu giúp đỡ ngươi nhìn những cái đó người đều là nịnh hót hiện tại lại cùng ngươi hảo đoàn đại tỷ nằm lâm mạng bên người nhẹ giọng mà trêu chọc đột nhiên đại biến mặt các đồng nghiệp nàng hoàn toàn không nhớ rõ ngay tại không lâu nàng đối lâm mạng cũng thoáng có chút vắng vẻ lâm mạng không để bụng mà cười khẽ tính đại gia đều là đồng sự ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy không đáng vẫn luôn níu không phóng tiểu mạng vẫn là ngươi rộng lượng tiểu trương ở một bên khen lâm mạng đạo. Nàng ám ám mà may mắn, may mắn ngày hôm trước trong không có đi theo mặt khác người chế nhạo lâm mạng, mà là giống đoàn đại tỷ nhất dạng, miễn cưỡng duy trì ở mặt ngoài hòa khí. Nhớ tới, nàng tự đáy lòng mà bội phục đoàn đại tỷ, gừng càng già càng cay, xưởng trong này đó năm quả nhiên không là bạch hổn. Công chủ nhiệm nói cho lâm mạng, đi học tập lớp học khóa chỉ cần mang notebook cùng bút máy là đến nơi. Vì thế, lâm mạng liền chiếu tôn chủ nhiệm đã nói lên lớp khi chỉ dẫn theo notebook cùng bút máy tại lên lớp phòng học ngoại lâm mạng đụng phải trịnh yến hồng trịnh yến hồng cũng là học tập ban đệ tử chi nhất trịnh yến hồng trước nhìn thấy lâm mạng hướng lâm mạng phất tay lâm mạng cười đi hướng trịnh yến hồng ngươi cũng đến cái này lớp học khóa trịnh yến hồng không để bụng mà bãi xuống tay ai à nha ta chỗ nào có thể theo các ngươi so ta chính là đến góp đủ số. Lâm Mạng cùng Trịnh Yến Hồng cười nói đi vào phòng học. Trong phòng học đã ngồi rất nhiều người, quần tam tụ ngủ. Trịnh Yến Hồng để sát vào Lâm Mạng, chỉ vào ngồi ở phòng học xếp sau người, giới thiệu nói. Ngươi sau khi nhìn thấy sắp xếp cái kia nam nhân không có. Hắn là công hội ngô chủ tịch chất tử, gọi ngô thủ nghĩa. Lâm Mạng thuận theo Trịnh Yến Hồng sở chỉ nhìn lại. Ngô thủ nghĩa 30 tuổi thượng hạ, trung đẳng dáng người. Hắn một mình một người ngồi ở cuối cùng. Có người hướng hắn nhiệt tình mà chào hỏi, hắn đều sẽ hòa khí mà đáp lại. Ngươi lại nhìn đám người kia, bị vây tại ở giữa nhất nữ nhân gọi Đặng Bình, nàng là giang ủy thư ký nữ nhi Đặng Bình. Trịnh Yến Hồng giới thiệu Hoàng Ngô Thủ Nghĩa sau, tay lại chỉ hướng về phía bên cửa sổ. Nơi đó là toàn bộ phòng học vị trí tốt nhất, ly bục giảng không gần, lại cũng không xa, vô luận ban ngày buổi tối, nơi đó ánh sáng đều là tốt nhất. Đây không phải là Lâm Mạng lần đầu tiên nhìn thấy Đặng Bình. Đi qua, nàng từng vô số lần tại nhà ăn nhìn thấy quá Đặng Bình. Mỗi một lần, Đặng Bình bên người tổng sẽ vây quanh một đám người. Đi theo Đặng Bình người bên cạnh là phân cấp bậc, đi Đặng Bình gần nhất người bình thường cũng là xưởng ủy lãnh đạo gia đệ tử, mà có tư cách phi Đặng Bình chạy chân châm trà người, ít nhất cũng đều muốn tại xưởng trong có hoặc nhiều hoặc ít quyền lợi cứ trịnh yến hồng giới thiệu này sẽ tại học tập ban cũng không ngoại lệ tọa được ai đặng bình gần nhất người không là văn phòng chủ nhiệm gia hài tử chính là chính trị khoa khoa trưởng gia thân thích mà những cái đó vây quanh ở tối ngoại vòng người đâu ít nhất cũng là phụ trách kỹ thuật bộ môn nồng cốt đây chính là sớm muộn muốn bị đề đi lên người đặng bình hảo muốn biết lâm mạng tại nhìn nàng nàng thấu qua đám người nhìn lâm mạng Lâm Mạn nên hướng ánh mắt của nàng nhìn thẳng trở về. Hai người có một hai giây đối diện. Rất khoái, Đặng Bình đã đem tầm mắt dời trở về. Đang có người đang nói xưởng trong chuyện lý thú, đậu nàng vui vẻ. Nàng nghe được có chút không yên lòng. Đương kia người giảng đến có ý tứ địa phương, mỗi khi đều là nhắc nhở nàng, nàng mới phát hiện trong đó thú chỗ, miễn cưỡng mà cười thượng một cười. Thế nào, ngươi tính toán tọa chỗ nào? giới thiệu hoàn tất sau, Trịnh Yến Hồng hỏi Lâm Mạng Đạo. Dựa theo Trịnh Yến Hồng sở thuật, trong ban hiện tại phân hai cái trận doanh, Đặng Bình một cái, Ngô Thủ Nghĩa một cái. Ngô Thủ Nghĩa tuy rằng không giống Đặng Bình như vậy lập ban kết phái, nhưng bên cạnh hắn cũng tự nhiên mà vậy mà có hảo vài cái người. Bọn họ hoặc là bảo vệ khoa khoa trưởng gia người, hay là tuyên truyền khoa khoa trưởng người. Này đó người phân tán mà ngồi ở Ngô Thủ Nghĩa hàng trước, đối bên cửa sổ đặng bình một người như người kinh thường nhất cố. Ta chính mình một cá nhân tọa, ai đều không cùng. Lâm Mạng Minh Bạch Trịnh Yến Hồng đây là muốn chính mình tuyển biên trạm, nàng mới không tranh cái này hồn thủy ni. Nói xong, Lâm Mạng chọn đệ nhất sắp xếp, ly bục giảng gần nhất, cũng là đối diện bục giảng vị trí ngồi xuống. Khi ta với ngươi tọa, Trịnh Yến Hồng không chút do dự ngồi ở Lâm Mạng bên người một cái xuyên màu xám nhân dân phục lão sư đi vào phòng học. Hắn tuổi ước chừng hơn 50 tuổi, mang thô kính đen, tự giới thiệu hiện tại đang giáo nhậm chức. Quần tam tụ ngủ mọi người lập tức tán, mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng. Lão sư bắt đầu giảng bài. Bục giảng hạ nhất tề mà vang lên ào ào thanh, kia là mọi người mở ra nô tê thanh âm. Theo lão sư bắt đầu tại trên bảng đen viết viết bảng, bục giảng hạ lại vang lên nhất tề, xa xa, thanh, kia là mọi người giữ bút máy ghi nhớ bút ký thanh âm. Tan học sau, Trịnh Yến Hồng gấp vội vàng về nhà, lão sư mới vừa vừa ly khai, nàng liền trước sở hữu người một bước chạy ra môn. Xen lẫn trong một chúng tan học nhân trung, Lâm Mạng chậm rãi đi dạo ra tiểu hồng lâu. Tần Phong một mắt mọi người ở đây đôi trong nhận ra Lâm Mạng. Ta tại phụ cận phá án, thuận đường đến xem ngươi. Ngươi hàng xóm nói ngươi ở trong này lên lớp. Tần Phong đẩy xe đạp đi hướng Lâm Mạn. Lâm Mạn ngồi trên sau xe tọa. Cái kia cướp bóc phạm không là đã chết sao? Hẳn là không có việc gì đi. Tần Phong chân dài một vượt, xe vững vàng mà hướng tiền tiến lên đứng lên. Chúng ta hiện tại có mới nhất phát hiện, giết chết cướp bóc phạm người có thể là ẩn nút ta phương ít vụ. Ít vụ. Lâm Mạn tưởng khởi cướp bóc phạm là tại ngũ thép xưởng bị giết chết, như vậy liền nói. Tần Phong lập tức chứng thực Lâm Mạng suy đoán. Không sai, hiện tại có chứng cớ biểu hiện, các ngươi ngủ thép xưởng trong có ít vụ ẩn nút. Bọn họ khả năng xảy ra chuyện gì mâu thuẫn, ẩn núp xuống dưới ít vụ giết cướp bốc phạm, có khả năng là vì diệt khẩu. Tần Phong kỵ xe trải qua ký túc xá. Lâm Mạng nhìn thấy Thúy Lan Tẩu từ ký túc xá đi ra, liền xuống xe hướng nàng chào hỏi. Thúy Lan Tẩu nói cho Lâm Mạng, Hai ngày này Lý Văn Bân mỗi ngày đều muốn tăng ca đến rất vãn, nàng tới là cấp Lý Văn Bân đưa cơm. Nữ nhân kia. Thúy Lan tẩu đi sau, Tần Phong tò mò hỏi. Nàng là phòng quản khoa khoa trưởng Lý Văn Bân chiến hữu đàn bà quá. Hắn đáng thương nàng thân thế, liền thu lưu nàng. Lâm mạng có một chút mệt, dựa Tần Phong bối tiểu nghỉ ngơi. Tần Phong thả chậm tốc độ xe, tận lực kỵ được càng ổn chút, những lâm mạng có thể tọa được thoải mái nàng tuổi tác còn tính không đại. Lý Văn Bân hoàn toàn có thể giúp nàng lại tìm một cái, không cần. Lâm Mạn nhắm mắt dưỡng thần, cười khẽ. Ta minh bạch ngươi ý tứ. Lý Văn Bân tám phần là thích nàng, nàng cũng vừa rất thích hắn, hai người cũng không dám vạch trần, đành phải cứ như vậy chấp nhận. Tần Phong thở dài. Loại chuyện này, quả thật không hảo vạch trần, nếu không bên ngoài người muốn như thế nào xem bọn hắn. Lâm Mạn đạo đặc biệt là Lý Văn Bân coi thanh danh so sinh mệnh còn trọng yếu. Đầu xuân gió đêm còn mang theo một chút ngày đông lạnh. Mấy trận gió phất mặt mà đến, Lâm Mạng kéo chặt quần áo cổ áo. Không hẹn mà cùng, Lâm Mạng cùng Tần Phong cùng nhau trầm mặt một lát. Bỗng dưng, Lâm Mạng mở miệng trước đạo. Nếu như là ngươi sao? Đêm tỉnh thần kỳ, Tần Phong thanh âm không đại, xác thực thâm thâm mà tưới Lâm Mạng lỗ tai, thẳng vào nàng trong lòng ta yêu một nữ nhân, chỉ suy xét ta có nhiều yêu nàng, mà không sẽ bất kể nàng đến tột cùng là ai. Chương 70 Kết hôn đi Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Vẫn là như cũ, Tần Phong nhất định phải đưa Lâm Mạng tới cửa mới yên tâm. Không tiến vào ngồi xuống. Lâm Mạng đạo Tần Phong cười khẽ mà lay động phía dưới. Không, ta còn có việc. Nói xong, Tần Phong xoay người, vội vã mà xuống lầu. Hắn bước nhanh hạ một mảng lớn thang lầu, chợt giác đến phía sau không có truyền đến tiếng đóng cửa, quay đầu lại nhìn. Nguyên lai lâm mạng thật không có đóng cửa, chính giữa cửa mà trạm, điềm điềm mà hướng về phía hắn cười. Hắn mặt bỗng dưng phím hồng, hướng lâm mạng khoát tay áo. Tái kiến. Lâm mạng cười hồi đạo. Tái kiến. Tần phong tiếp tục xuống lầu, thẳng đến lâu đế, hắn mới ẩn ẩn nghe thấy trên lầu truyền đến tiếng đóng cửa. Đi ra cửa đóng, hắn ngẩng đầu ngưỡng vọng lâm mạng cửa sổ. Lâm mạng cửa sổ trong, một mảnh vàng ống ánh sáng. Nhìn này phiến ánh sáng, tần phong đáy lòng nổi lên một mảnh ấm dào dạt gợn sóng. Trong nháy mắt, lâm mạng tại học tập ban chương trình học đã thượng chút thời gian. Mỗi tiết khóa thường, lão sư đều làm từng bước mà giáo sư nội dung. Chương trình học nội dung máy móc mà lại không thú vị, nhiều là chút yêu cầu ngâm nga chính trị lý luận. Lâm Mạng tuy rằng bút ký nhớ rõ kỹ càng tỉ mỉ, nhưng nghe được lại chán nản đến cực điểm. Trịnh Yến Hồng quả nhiên như nàng nói như vậy, căn bản liền không là đến học tập, mà là đến góp đủ số. Bởi vì cùng Lâm Mạng còn tính nghiêm túc nhớ bút ký so với đến, nàng học tập thái độ càng thêm có lệ. Nàng bút ký chưa bao giờ viết, lên lớp nhiều tại ngủ gà ngủ gật. Có một ngày, Trịnh Yến Hồng thẹn thùng mà hướng Lâm Mạn oán giận. Chúng ta nên chọn một cái mặt sau vị trí. Lão bị kia lão đầu nhìn chằm chằm ngủ, ta nhiều khó coi a. À. Lâm Mạn treo gẹo đạo. Bên cửa sổ là Đặng Bình người, mặt sau là Ngô Thủ nghĩa người. Bên tường ghế dựa đều bị tán khách chiếm lĩnh, chúng ta có thể đi chỗ nào? Trịnh Yến Hồng bất đắc dĩ mà lắc đầu. Ai, nhìn đến ngươi là đúng, chúng ta chỉ có thể ngồi ở đây nhi so sánh với khóa thượng thời quan, Lâm Mạn cảm thấy khóa gian thời quan phải có thú được nhiều. Mỗi lần lên lớp, trước là 7 giờ lên tới 8 điểm nữa, trung gian nghỉ ngơi nửa giờ, lại vẫn luôn lên tới vãng 10 điểm. Tại này khóa gian nửa giờ trong, Lâm Mạn lấy những người đứng xem thân phận, nhìn không thiếu trò hay. Cứ Trịnh Yến Hồng nói, Đặng Thư Ký cùng Ngô Chủ tịch luôn luôn bất hòa, vì thế bọn họ nhân gian tự nhiên cũng liền bất hòa. Đặng Bình chướng mắt Ngô Thủ Nghĩa, ngô thủ nghĩa người cũng chướng mắt đặng bình một người nhi. Vừa đến khóa gia nghỉ ngơi thời điểm, ngô thủ nghĩa nhân hòa đặng bình người tổng sẽ bởi vì một ít tiểu sự mà phát sinh mâu thuẫn. Mỗi lần hai bên người xảo đứng lên khi, đặng bình đều là mắt lạnh bàn quan, mừng rỡ sự tình làm đại. Mà ngô thủ nghĩa đảo hảo giống hòa bình được nhiều, nhiều lần đều sẽ lui nhường một bước, nhậm đặng bình chiếm hết thượng phong. Dựa tường một bên một chúng không biên trạm nhàn tản mọi người cũng không có thể nhàn rỗi không ngừng sẽ có người đi bức bọn họ trạm biên. Có chút người tưởng không đếm xỉ đến, đều bị bọn họ giảo có phải hay không sống yên ổn, cuối cùng không thể không tuyển thượng một bên trạm. Hoặc là là Đặng Bình, hoặc là là Ngô Thủ Nghĩa. Có một ngày, này đó người rốt cục chú ý tới tổng là tòa ở bên trong, giống như đối ai đều không quan tâm, chỉ lo chính mình nói chuyện, học tập hai cái nữ đồng chí. Ai, nói ngươi ni đi cho chúng ta đặng phó khoa trường rót chén trà theo một tiếng không khách khí hét lớn một cái cao cấp trà vải cốc bị nặng nề mà đặt ở tại lâm mạng trước mặt đối lâm mạng hét lớn tuổi trẻ nam nhân gọi lý tiểu ngũ vây quanh đặng bình kia một vòng người trong sổ lý tiểu ngũ tối ân tình tối nịnh nọt mà ỷ vào đặng bình thế cũng sổ mã tiểu ngũ đối người ở phía ngoài tối hung ác lâm mạng không ngữ lãnh liếc lý tiểu ngũ một mắt ta đi đảo hảo. Trịnh Yến Hồng thấy tình thế không ổn, vội vương tay lãm quá cốc. Lâm mạng tay áp tại cốc đắp lên, không cho Trịnh Yến Hồng lấy đi, âm thanh lạnh lùng nói. Ai muốn uống nước, khiến cho nàng chính mình đảo. Vẫn là nàng không tay không chân, nhất định phải người khác đại lao. Tiểu mạng. Trịnh Yến Hồng sợ Lâm mạng đắc tội người, xuất ngôn nhắc nhở. Lâm mạng cấp Trịnh Yến Hồng đánh một cái thủ thế, nhượng Trịnh Yến Hồng đừng động. Trịnh Yến Hồng bị lâm mạng uy thế hải trụ, lập tức nghe lời cấm thanh. Lý tiểu ngũ sinh sôi mà sửng sốt, còn cho tới bây giờ không ai dám như vậy đối hắn nói chuyện, nhất là cũng dám đương mọi người mặt mắng đặng bình. Thình lình mà đụng thượng ngạnh cái đinh, hướng tới hung thần ác sát hắn, ngược lại nhất thời luống cuốn, nói không ra lời. Lâm mạng nói làm cho cả phòng học an tĩnh lại. Ban đầu còn có người tại nói chuyện phím, có người tại tham thảo công khóa, có người vừa mới từ nhà ăn đánh tới bữa ăn khuya, đại gia mỗi cái đều có bận rộn, mỗi cái đều có nói to làm ồn ào. Chính là Lâm Mạn vừa thốt lên xong, sở hữu người đều dừng trong tay sự, giật mình mà nhìn hướng Lâm Mạn. Ngươi, ngươi biết ngươi nói tới ai sao? Lý Tiểu Ngũ Hảo không dễ dàng lấy lại tinh thần, nói chuyện đi ra mặt danh mà nói lắp. Hắn bị Lâm Mạn lăng lệ ánh mắt khiến cho thở không nổi, vội trực tiếp nâng đặng bình đi ra áp lâm mạng lâm mạng hoàn toàn thất vọng ta bất kể nàng là ai nếu đại gia ở trong này lên lớp kia đại gia liền đều là học sinh nếu đều là học sinh liền không có gì lớn nhỏ lâm mạng ngừng lại một chút lướt qua lý tiểu ngũ bên cạnh người lập tức nhìn hướng đặng bình cười lạnh nói lại nói giải phóng đều như vậy nhiều năm đại gia không đều ngang hàng sao cái gì thời điểm lại phân khởi cao thấp quý tiện, chủ tử nô tài. Ta nếu là nhớ không lầm nói. Lâm Mạng quay đầu đối trịnh Yến Hồng cười khẽ. Trước kia, giống như chính mình có tay có chân không làm việc, càng muốn sai sử người người, gọi cái gì tới. Trịnh Yến Hồng nhịn không được cười, hồi đạo. Giống như là địa chủ lão tài đi. Trong phòng học dựa tường một bên, dựa vào sau một bên, đồng thời có người phát ra ngẹn tiếng cười liên đặng bình bên người cũng có người không thể nhịn xuống cười, phát ra thanh âm. Đặng bình một cái không vui ánh mắt trừng đi qua, người cười lập tức im miệng. Lâm mạng nhìn hướng lý tiểu ngũ. Như thế nào? Chủ tử của ngươi là địa chủ A, vẫn là lão tài A. Lý tiểu ngũ thái dương thấm hãn, mặt trướng được đỏ bừng. Hắn gấp muốn hòa nhau mặt mũi, rồi lại bị lâm mạng đổ được không lời nào để nói. Cuối cùng, hắn chỉ vào lâm mạng cái mũi, phóng tàn nhẫn nói đạo. Ngươi, ngươi xong rồi. Ngươi cái gì khoa? Nói cho ngươi, về sau có ngươi quả đắng tử ăn, không sẽ nhượng ngươi hảo quá. Bàn qua người sôi nổi khe khẽ nói nhỏ. Cái này tiểu cô nương không biết tốt xấu, miệng thượng là thư thái, tương lai nhất định có nếm mùi đau khổ. Ai, chính là chính là, không liền đảo cái thủy sao. Rốt cuộc là người trẻ tuổi, rất xúc động ngô thủ nghĩa ho nhẹ một tiếng ra mặt hòa giải đạo vì chút chuyện như thế tranh cái gì tranh nhìn tại ta mặt mũi thượng đại gia đều đều thối lui một bước cái kia lý tiểu ngũ a à, ngươi nhượng nhân gia đi rót nước tổng yếu thương lượng đến liền ngươi này thái độ nhân gia cũng khó tránh khỏi sẽ có hỏa khí đến nỗi lâm mạng a à, ngươi cũng là sao cái gì thật a à, còn nói nhân gia không tay không chân như vậy đi ta đến làm quyết đoán Hai người các ngươi hổ hướng đối phương giải thích, việc này liền tính xong rồi. Lâm mạng đạo. Ngươi ý là các đánh 50 đại bản. Ngô thủ nghĩa không vui lâm mạng thái độ. Cái gì mà? Một nữ nhân nói chuyện giống ăn, đại ai hướng ai? Hắn giúp nàng nói chuyện, nàng nếu không không lĩnh tình, thế nhưng chống đối hắn, thật sự rất không biết tốt xấu. Ta đó cũng là vì ngươi hảo. Ngươi như vậy tính tình, sớm muộn muốn chịu thiệt. Ngô Thủ Nghĩa kéo xuống mặt đạo, nhất sửa trước công chính nghiêm minh hòa khí. Lâm Mạng hừ lạnh. Ta chịu thiệt. Đại gia đều suy nghĩ suy nghĩ rõ ràng, nếu có thể ngồi ở chỗ này, liền ai đều không là đèn cạn dầu. Nói tới đây, Lâm Mạng liếc mắt đặng bình, lại mắt nhìn Ngô Thủ Nghĩa, mặt ngoài hướng đối cả lớp người nói chuyện, kỳ thật chỉ nói là cấp hai người kia nghe. Hôm nay ta phóng câu ở trong này, chỉ cần không chọc ta, ta lười lý các ngươi phá sự, nhưng nếu là ai chọc ta, ta nhất định không sẽ nhượng hắn hảo quá. Trong phòng học vẫn là yên tĩnh một mảnh, chết nhất dạng yên tĩnh. Đặng bình đằng mà đứng lên, đi đến lâm mạng trước bàn. Nàng trừng mắt nhìn Lý Tiểu Ngũ một mắt, cầm lấy trên bàn cốc, tự động xuất môn rót nước. Ô mênh mông, một đám người lập tức theo đi ra ngoài. Lý Tiểu Ngũ không biết làm sao mà đứng ở tại chỗ hắn không nghĩ tới đặng bình cư nhiên liên đánh trả nói đều không có lập tức chính mình đi rót nước có người kéo lý tiểu ngũ trở về tại lý tiểu ngũ bên tai nhỏ giọng nói hai câu nói lý tiểu ngũ giống như được biết cái gì không được tin tức sợ tới mức nhìn lâm mạng một mắt lại thu hồi ánh mắt cúi đầu sự tình như vậy kết thúc lục tục bắt đầu có người nói chuyện không bao lâu công phu trong phòng học lại náo nhiệt đứng lên trịnh yến hồng lo lắng hỏi lâm mạng ngươi đắc tội đặng bình, không đại hảo đi. Còn có ngô thủ nghĩa, hắn cũng không cao hứng. Lâm Mạng hỏi Trịnh Yến Hồng Đạo. Ngươi ngồi ở chỗ này lên lớp, trong nhà nhất định cũng có cái gì người đi. Trịnh Yến Hồng không ngữ, tựa như có cái gì nổi niềm khó nói. Lâm Mạng không bắt buộc Trịnh Yến Hồng bí mật, tự cố tự mà nói rằng. Ta cùng ngươi nhất dạng, ngồi ở chỗ này, là bởi vì có người an bài. Cho nên, vô luận ta là cấp đặng bình rót nước, vẫn là lĩnh ngô thủ nghĩa kia cái gọi là điều giải nhân tình. Đều là tương đương đánh cái kia để cho ta tới nơi này học tập người mặt Đối lâm mạng nói Trịnh Yến Hồng nghe được chưa hiểu rõ hết Vẫn không có nghe hiểu Lâm mạng không hề gì Trịnh Yến Hồng hiểu hay không Phàm là nàng cảm thấy trong lòng mình rõ ràng thì tốt rồi Rất hiển nhiên Nhận nàng đến lên lớp người là cao nghị sinh Như vậy nàng ngồi ở chỗ này nghe giảng bài chẳng khác nào là đại biểu cao nghị sinh mặt mũi. Một cái xưởng trưởng người, cấp gian ủy thư ký người bưng trà rót nước, nghe công hội chủ tịch người điều đình an bài, không là thiên đại chê cười sao. Này thiên giờ dạy học sau ngày xưa đoạn, bởi vì lão sư Lâm thời có việc, liền trước thời gian nửa giờ tan học. Tan học sau, Lâm Mạng cùng Trịnh Yến Hồng mang theo bạn về nhà. Hai người đi đến ký túc xá trước chia tay, một cái hướng nhà ngang phương hướng đi, một cái đi tân đắp ký túc xá lâu khu vừa mới cáo biệt trịnh yến hồng lâm mạng vẫn chưa đi rất xa liền nghe thấy phía sau có người gọi nàng tên nàng nhìn lại nguyên lai like gọi nàng người là lý văn bân lý văn bân sốt ruột vội hoảng mà chạy đến nàng trước mặt há mồm liền hỏi nàng có hay không nhìn thấy thúy lan tẩu lâm mạng lay động phía dưới hỏi xảy ra chuyện gì lý văn bân đạo Hôm nay nàng vốn nên 8 điểm đến đưa cơm cho ta. Ta đến 9 điểm nhiều đều không gặp đến nàng người, liền cho rằng nàng hôm nay đại khái không tới, ai thành tưởng về nhà vừa hỏi, nguyên lai nàng sớm xuất môn. Lâm mạng mảnh tưởng khởi xưởng trong còn ẩn nứt một cái nguy hiểm ít vụ. Tìm bảo vệ khoa không có, có thể hay không đã xảy ra chuyện. Lý Văn Bân rực rỡ hiểu ra. Đối, ta lập tức đi tìm bảo vệ khoa. Như vậy, ngươi giúp ta cái vội hay ta tại văn phòng chờ nàng. Vạn nhất nàng vạn đến, người hảo nói cho nàng, ta đang tìm nàng, miễn cho đại gia đi xóa. Lý Văn Bân đề nghị đang cùng Lâm Mạn tâm ý, vừa nghĩ tới ẩn nút ít vụ còn có khả năng đi ra giết người, Lâm Mạn lập tức lại sợ hãi đứng lên. Nàng không dám một mình đi trở về gia, nghĩ thầm rằng vừa vặn có thể trước tránh ở Lý Văn Bân trong phòng làm việc, sau đó chờ Lý Văn Bân mang bảo vệ khoa người đến, lại nhượng bảo vệ khoa người đưa nàng về nhà từ Lý Văn Bân văn phòng cửa sổ, có thể trông thấy ngũ thép xưởng rất nhiều địa phương. Thu phát thất, luyện thép lò, tiểu hồng lâu, còn có các đại xe gian. Tại chờ Lý Văn Bân thời điểm, Lâm Mạn chán đến chết mà nhìn những chỗ này đuổi thời gian. Bỗng dưng, nàng nhìn thấy tứ phân xưởng phương hướng khởi ánh lửa, ngay sau đó, có lẽ lạc thương, súng, vang truyền đến. Nàng đột nhiên tưởng khởi tần phong sẽ đi tiểu hồng lâu tiếp nàng, mà tứ phân xưởng vị trí đúng là ai tiểu hồng lâu, nàng không khỏi cảm thấy lo lắng, tần phong có thể hay không. Lâm mạng không quan tâm sợ hãi, chạy ra nàng cho rằng an toàn ký túc xá. Đương nàng thở hồng hộc mà chạy đến sự phát mà, ánh lửa ngoại đã bị người xem náo nhiệt trong ba tầng ngoại ba tầng mà vây quanh. Lâm mạng đẩy ra đám người, tể đến phía trước nhất, chỉ thấy Lý Văn bân vọt vào một mảnh sập phế tích trong, đã có rất nhiều công an đồng chí đuổi tới hiện trường, có người tại duy trì trật tự có người tại thu thập chứng cớ hiện trường một mảnh hỗn loạn ai đều nói không rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì lâm mạng lâm mạng nghe thấy tần phong la lên đột ngột quay đầu lại tần phong bước nhanh đi hướng lâm mạng ánh lửa chiếu rọi dưới hắn lại sau ngày thường còn muốn càng tuấn giật anh tuấn vài phần hắn nhìn lâm mạng trong mắt lộ vẻ mất mà có lại sáng rọi lâm mạng Tần Phong đi đến Lâm Mạng trước mặt, gọi Lâm Mạng danh thanh âm gấp đến độ khàng khàng. Ân. Lâm Mạng ngửa đầu nhìn hướng Tần Phong, nhẹ tay phất đi Tần Phong trên gương mặt một chút cho bụi. Chúng ta kết hôn đi. Tần Phong đạo. Lâm Mạng giật mình ngẩn ra. Ân.